Rồi con chia sẻ với nội ngoại ha, và cô chú luôn, anh chị đây. Hôm nay là với tấm lòng của cô ba cơm chay Âu Lạc cũng như là những nhà hảo tâm khác sẽ hỗ trợ cho mình là một cái phần quà sưng để ăn cùng gia đình trong cái dịp Tết. Thì hôm nay đã là ngày 25 Tết rồi, thì hôm nay là mấy nội ngoại với mấy cô với mấy chị thì như thế nào về khi mà ngày hôm nay cận Tết mà mình nhận được cái phần quà sưng này ạ? Mừng các nhà hảo tâm đã tận tình giúp đỡ cho cô bác cũng như là ở đây tất cả mọi người rất là chân thành cảm ơn và mang ơn nhiều ạ. Dạ, thì coi như là cũng là năm mới thì con cũng xin phép là thay mặt cô ba cũng như những nhà hảo tâm thì chúc mấy nội ngoại ha với mấy cô mấy chị đây năm mới dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Có thể năm sau là mình có làm cái công việc gì hay là trúng số là mình đổi đời và mình không còn gặp nhau nữa ha. Dạ rồi, thì đây là tấm lòng của cô ba dì ba như những nhà hảo tâm. Dạ rồi, dạ quá quý luôn. Cảm ơn. Dạ rồi, bây giờ bà con đưa phiếu cho con ha, giờ mình lên đây mình nhận cái phần quà của nhà hảo tâm ha. Dạ nhan nhan, dạ bỏ túi đi. Dạ rồi, rồi con mời ông ngoại lên nha. Có tiền phải không, có bóp rồi dạ, nữa dạ, hả? Cẩn thận, trời ơi, cẩn thận nghe bà nội, cẩn thận nghe bà nội. Dạ rồi, rồi con chúc nội sức khỏe nha, nội nội cho con xin cái phiếu nha. Rồi dạ, dạ rồi, nội nội cứ lên đây đi nha. Dạ trời ơi, nội 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 cứ lên đây sắp hàng đi, mình nhận cái rồi con có người ghi cho. Rồi cô ba đứng dậy cơm nha. Rồi dạ rồi, dạ dạ rồi, rồi cảm ơn dì Tám. Ý là chơi mỗi năm xấu chứ gì. Vô hàng với mẹ luôn đi con. Dạ rồi con lấy rồi, con lấy rồi. Rồi bà con ăn cơm chay thì cứ vô đi nghe. Dạ vẫn bán hoạt động bình thường. À, dạ cơm chay ở trong thì không có miễn phí. Cô không có phiếu hả? Không phiếu cô đi bán đi, cô chú đi bán đi, tại bữa nay là cô ba phát phiếu hết rồi nha. Thành ra là con chỉ hỗ trợ quay phát thôi chứ con không có phiếu nữa. Chứ nó cũng không có. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi. Dạ thông cảm con nha. Rồi mình đi bán nha. Dạ dạ. Có cái bao nào 5 kg ta? Sao cái rồi chúc bà con năm mới vui vẻ nha. Có một số 5 kg đó. Nay 25 Tết rồi, còn gì nữa đâu. Chưa có phải không? Chừng nào có bao nhỏ thì dạ. Thì đây là tấm lòng của cô ba hỗ trợ cho gia đình của mình cũng như là những bà con khó khăn ở đây về những cái phần quà sưng, thì chúc bà con ngon miệng với tấm lòng cô ba ha nha. Dạ với ăn tầm ấm cùng với gia đình của mình trong mùa xuân sắp tới, tại bữa nay là quá sát đích luôn rồi. Rồi chúc bà con, dạ bà con nhận quà cảm ơn cô ba bên đây con nha. Dạ dạ dạ, bà con nhận quà cảm ơn cô ba giùm con nha, cô ba bên đây. Trời ơi, gắn cái này tao chi vậy? Ngoại ơi, không được. Bữa nay chỉ có những ai mà có cái phiếu nhận trước mới được thôi ha. Rồi, ngoại thông cảm đi. Đó, không, coi. Ngoại thông cảm và chiếc cha giùm con. Để cho con gửi. Cơm vô. Dạ. Dạ, hồi chú lên chú cảm ơn cô ba nha. Dạ, cô ba là cô áo nâu. Dạ rồi. Khương Nhật Minh xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2023. Bữa nay đó là ngày 25 Tết rồi cô chú anh chị ơi. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với cô chú và anh chị về một cái buổi phát thiện nguyện của một nhà hảo tâm. Có thể nói thì cô ấy là một trong những nhà hảo tâm đầu tiên mà tin tưởng mình về vấn đề thiện nguyện vào khoảng trên 2 năm trước. Thì trong ngày hôm nay cô ấy sẽ cùng với những nhà hảo tâm khác, bạn bè, gia đình để gửi những cái phần quà sưng từ tấm lòng của cô ấy. Đó là tiệm cơm chay Âu Lạc, hay mình hay gọi là cô ba đó. Dạ, thì gia đình cô ấy cũng như là bạn bè cô ấy thì ở Canada trong ngày hôm nay sẽ phát 400 phần quà. Mỗi phần là rất là có giá trị luôn cô chú anh chị, là 10 kg gạo nè, rồi những gói mì nè, hình như là những chai nước tương, hình như là còn có đường nữa hay gì đó.
thì phải nói là cái phần quà của cô ba trong cái thời điểm mà sát Tết như thế này thì nó mang một ý nghĩa rất là to lớn, là cô ba muốn để cho các gia đình có thể là được ăn Tết cùng với nhau. Thành ra cái phần quà cô ấy gửi tặng cho bà con trong ngày hôm nay là chắc chắn là sẽ ăn, là sẽ qua một tới 10 kg gạo luôn của chú anh chị, cũng rất là nhiều ha. Hiện tại bây giờ mình đang ở bờ kè phường 9 mà mình ngay ngoài đầu đường của mình đó, mình đang đi như thế này. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì nó hơi ngược nắng một chút, thì cũng chia sẻ sơ sơ về cái quang cảnh mà chợ hoa sưng, những người bán hoa sưng trong buổi sáng ngày 25 Tết ngày hôm nay. Mặc dù là ngày hôm nay thì mình không phải là chủ đạo là quay hoa, thành ra là mình sẽ không có đi bộ cũng như là không có đi chi tiết, mình chỉ quay những cái quán đường bán hoa thôi. Ngoài đường bây giờ thì chắc chắn là cô chú anh chị cũng biết rồi, không chỉ riêng Vĩnh Long mà những cái tỉnh ở miền Tây trong những ngày giáp Tết như thế này á, thì gần như là ai cũng nôn nao và tất bật về những cái ngày cuối năm hết á. Bữa nay nước sông cạn quá cô chú anh chị. Thì sáng nay thì chúng ta đi cùng ngắm hoa mai với ánh mặt trời nó hơi ngược sáng một chút. Thường thường cái thời điểm mà hoa sưng á, có thể nói là nó nổi bật, nó sẽ tầm khoảng cái thời gian mà tầm khoảng 9 giờ thì sẽ có nhiều người đi, cũng như là cái ánh sáng nó rọi rọi lên á. Bác qua con gửi phiếu nhận gạo nè. Bác này là một trong những người chạy xe lôi mà đang tìm kiếm về những cái khách hàng á, chợ hoa sưng. Bác biết tiệm cơm chay Âu Lạc không? An Lạc hả? Âu Lạc ở dưới phường 1 đó. Đúng rồi. Rồi, 8 giờ tới 9 giờ bác cầm phiếu đó qua nhận ha. Thì thời điểm hiện giờ thì cái số lượng người mua mà buổi sáng sớm như thế này á, thì nó không có nhiều nha cô chú anh chị. Có thể nói là nó rất là ít luôn. Thì gần như người ta ngủ, người ta chưa thức á, hoặc là còn những cái công việc mà đi làm nữa. Phải nói cái quang cảnh mà buổi sáng cũng như là quang cảnh buổi tối thì nó khác nhau, đối lập hoàn toàn ha. Buổi tối thì chúng ta thấy là người người nô nức nè, dòng người rất là đông đúc luôn để đi ngắm hoa sưng, hoặc là đi lựa chọn những cái cây kiểng, những cây hoa đem về chuyên gia đình, chuyên trong gia đình của mình trong cái dịp sưng. Rồi tiếp theo thì cũng một chú chạy xe lôi, mình cũng sẽ hỗ trợ cho chú này. Chú biết tiệm cơm chay Âu Lạc phải không? Ở chút nào em ơi. Ngang lỗ bò Lý Thanh đó. Để bò Lý Thanh chạy vô. Rồi. 8 giờ tới 9 giờ chú cầm phiếu xuống nhận quà sưng. Cảm ơn chị nha. Dạ rồi. Chú này thì cũng là một trong những người chở đồ, nhưng mà chú ấy thì chạy bằng xe máy. Cũng chở hoa sưng trong cái dịp sưng này. Những người mà mưu sinh bằng trên đường phố như thế này á, thì cô chú anh chị biết hoàn cảnh họ cũng rất là khó khăn, thành ra họ phải thức sớm dậy sớm để tìm kiếm những cái khách hàng, để hy vọng là có thêm về những cái phần kinh tế nhằm mua được những cái bánh mứt ngày xuân để cùng sum họp với gia đình, hoặc là có khách đến nhà thăm thì cũng có gì đó để đãi, đúng không ạ? Chung thì mình đồng cảm được về cái những cái hoàn cảnh như vậy. Thực ra là ở tỉnh khác thì mình không có rành lắm, nhưng mà ở Vĩnh Long thì mình làm cái công việc này thay mặt nhà ở Tâm rất là lâu rồi. Thực ra gần như là bà con không nhiều thì cũng ít nhận được cái phần quà của nhà ở Tâm. Trong cái dịp này mà những cái phần quà mà nó mang tính chất là lâu dài, có giá trị, gửi đến tay bà con trong những ngày giáp Tết này thì nó quá là hạnh phúc luôn. Mình sẽ có một clip quay hoa sưng vào cái buổi, nói chung thì mình không dám quay sớm quá, thì chú anh chị thấy mà quay sớm quá như vậy thế này mà đi bộ thì nó hơi ngại, đúng không ạ? Tại bà con mới mở mắt ra chưa có mua bán gì,
chưa có đồng vô nên nó cũng hơi ngại. Thì phải nói thời khoảng chừng 3-4 ngày nay á, là ở tại Vĩnh Long á, cái sương mù nó rất là dữ dằn luôn. Cô chú anh chị thấy nè, thời điểm hiện tại mà bây giờ là sương mù vẫn còn mấy cái khói đó là sương mù của cô chú anh chị, vẫn còn khá là nhiều luôn. Cái tầm nhìn nó bị hạn chế rất là lớn nè, sương mù nhiều lắm. Thành ra là thời tiết sau một cái khoảng thời gian mà chuyển mưa từ bữa mười mấy Tết tới hai mấy Tết luôn, thì khoảng 3 ngày nay thì thời tiết nó đúng như thời tiết xuân rồi, là không có còn mưa nữa. Nắng thì nó cũng dịu nhẹ thôi, có buổi trưa nó hơi gắt một chút. Rồi chúng ta vừa qua cầu cái cá, chúng ta tiếp tục ngắm hoa sưng ở khu vực này. Thì mình lựa chọn những cái tuyến đường sưng để mình quay kỷ niệm chia sẻ với cô chú anh chị ha, cũng như là những nhà hảo tâm, cảm nhận cái không khí mùa xuân chung với mình. Bây giờ là 7:26, cũng chưa phải là cái thời điểm mà chủ đạo nhất mà để cho những người đi mua hoa đi, tại vì những người đi mua hoa sẽ tầm khoảng 9 giờ. Chúng ta chỉ còn có 5 ngày nữa thôi cô chú anh chị, 25, 26, 27, 28, 29, 5 ngày nữa để cảm nhận được cái không khí này. Sau 5 ngày thì cái không khí này sẽ không có còn nữa mà phải đợi đến năm sau. Ở đây thì mình cũng thấy là những người dân ở hay bên bờ kè ha. Bên trái là phân lô, còn bên phải là nhà của người ta. Thì mình thấy nhà của người ta cũng có bán những cái chậu hoa nữa. Đang ngược sáng chút nè, cô chú anh chị thông cảm nha. Mình đi cái tuyến này để mình ra cái khu vực cầu lộ. Để mình quẹo xuống Cơm Chay. Bưởi da xanh 35 nghìn một ký. Bưởi. Thời điểm này thì khá là sớm, thực ra là cái người thức cũng chưa có nhiều lắm. Rồi bây giờ chúng ta tới nơi mà gửi đến cho bà con thôi. Chỗ này gặp Hát Lê Thanh nè. Thời điểm hiện giờ thì nó khá sớm hơn cái thời điểm mà mình hẹn bà con để mình gửi. Mình nhờ chú Tây á. Xe con để đâu? Rồi cô chú anh chị đợi mình tí nha. Dạ rồi, bây giờ thì chắc khoảng là 7:40 rồi cô chú anh chị. Thì mình đã tới đường Trần Văn Ơn, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Thì ở đây cô chú anh chị có thể thấy ha, là trong ngày hôm nay là cô ba Cơm Chay Lạc sẽ gửi đến những cái phần quà xuân cho bà con khó khăn ở tại Vĩnh Long.
Đó. Thì ngày hôm nay á, thì những cái phần quà sẽ có tổng cộng là 400. Thì mình thì mình mời 250. Còn cô ba sẽ là mời là 150. Dạ. Thì để cho cái việc phát nó dễ dàng hơn ha, thành ra là mình cũng sẽ vô hỏi ý kiến cô ba vào cái thời gian phát nào cho nó hợp lý. Thì thời điểm hiện nay thì ở đây mình thấy là anh Tính nè đã tới để thua những cái phần gạo ra trước. Thì chúng ta đang ở số 35 đường Trần Văn Ơn, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tại tiệm cơm chay Âu Lạc. Có thể nói là sau một năm tháng làm ăn, dạ chào ngoại, thì chú Tây cũng đã tới rồi. Thì ở đây chúng ta hãy cùng vào xem ha, là những cái túi gạo gửi đến cho bà con hôm nay. Ây dạ, cái gạo này là của toàn bộ là của cô ba mua ha, cái phần quà là toàn bộ của cô ba mua, mình chỉ hỗ trợ cho cô ba là phát những cái phiếu thôi. Một bịch như thế này á, là 10kg nha cô chú và anh chị. Đó. Đó. Quay luôn. Còn ngoài ra thì cô chú anh chị có thể thấy nè, là cái phần quà của chúng ta là ngày hôm nay ha, gửi đến cho bà con là rất là nhiều luôn. Ở đây thì chúng ta thấy được là 10 gói mì ha. Mì này là mì chay cô chú anh chị ha. Lại gần nè, mình đang quay chi tiết mà. Chút xíu đến sau. Rồi hai chai nước tương nữa cô chú anh chị ha. 10 gói mì, hai chai nước tương và một bịch đường. Đó. Thì đây là tấm lòng của cô Mai. Ủa, cô ba. Dạ. Yeah. Một phần quà như thế này nè cô chú anh chị. Rất là có giá trị và ý nghĩa trong những cái ngày cuối năm như thế này luôn. Thực sự là bây giờ ginh mình cảm giác sao nó rất là nặng luôn á. Đây nó hơi đau lối ở đây, không biết có phải là do cầm máy nhiều hay do nói nhiều quá không biết. Rồi chúng ta hãy cùng vào bên trong để xem nha cô chú anh chị. Đó. Thì đây là vào ngày hôm qua thì những nhân viên ở trong cơm chay của cô ba đó là cũng là chia những cái phần quà như thế này. Ủa này nay gửi cơm đó hả cô ba? Cơm. Rồi vậy là bữa nay là cô ba gửi cơm chay như thế này cô chú anh chị. Giờ là 7:28 buổi sáng, bữa nay rất là lâu bu luôn. Dạ chào mấy cô mấy chị. Dạ buổi sáng quá tốt lành. Quá tốt lành, quá ăn lành. Dạ. Chúc mọi người đều mạnh giỏi như vậy con á. Dạ, cảm ơn chị Hạnh. Dạ. Quán đang bán rất là đông khách. Dạ. Không chứ đó. Dạ. Tại vì cái thời điểm hiện tại cũng chưa có tới cái giờ phát, còn khoảng 1:30 nữa thì mới đúng cái giờ hẹn bà con. Dạ, thành ra là mình cũng tới để mình hỗ trợ sắp xếp trước. Dạ rồi. Cô ba có rảnh không? Cô ba có rảnh không? Dạ, cơm ra ngoài này. Dạ rồi, phát luôn ha cô ba ha. Chuyển ba cái cơm ra ngoài này đi. Trời ơi, okay. Bà lão này ai chở bà vậy? Dương máy xíu, chuyển ba cơm ra. Hết giờ cơm rồi. Cho bán về trước trong rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Tự nhiên bữa nay bị đau ở bên trái rồi. Sao phổi nha chứ. Không biết nữa giờ đau lối cho nè. Đợi xíu nha ngoại. Mà đợi xíu nghe. Dạ dạ, rồi ngoại đợi chút. Chạy
Dạ. Dạ bởi vậy gặp mượt ngoại là mỗi năm là thấy mừng lắm rồi. Dạ không mày, bữa nay là chỉ có cô ba phát thôi. Dạ. Con thấy ngoại là lại là sớm nhất đó chứ. Con thấy ngoại là ngoại còn chuyên nghiệp hơn nữa đó. Ngoại nó nói là mấy bà xin chuyên nghiệp. Để đây luôn nè chị, để đây luôn nè chị. Dạ, mình đâu với nhau luôn. Để cho nó tận dụng được cái lỗ của mình. Đó, quá hay. Tại vì ngoại không có đi bán á, ngoại ở trong nhà á, thành ra nó hơi khó. Nhưng mà ngoại thấy độ tuổi của ngoại là đi đến đâu người ta cũng thương mà. Dạ, thì đó, bởi vậy. Thôi cô chú anh chị đợi mình chút xíu nha, để mình chất đồ chút xíu. Rồi chút xíu nữa những nhà hoàn cảnh khó khăn lại nhận thì mình sẽ quay chia sẻ với cô chú anh chị tiếp nha. Dạ rồi thì trước khi mà cái buổi phát diễn ra thì ngoài cùng với tấm lòng của cô ba cơm treo lạc cùng với gia đình thì cũng có các nhà hảo tâm ở tại Canada cũng như là Mỹ mà gửi về để cùng chung tay với cô ba để giúp cho bà con khó khăn. Thì cũng chia sẻ luôn với cô chú với anh chị về cái danh sách nhà hảo tâm mà được dưỡng ba đó, ghi chữ rất là đẹp ở đây. Chữ này thì nó hoàn toàn khác biệt với những cái chữ mà mình ghi mà gửi hỗ trợ lũ lụt phải không ạ? Chữ đầy đặn rất là đẹp. Thì mình xin phép là đọc danh sách các nhà hảo tâm mà ủng hộ cùng với cô ba cơm treo lạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là chị Thục. Chị Thục ở Canada gửi về 500 đô Canada ha. Dạ, mình đọc ở Canada thì chắc chắn đó là tiền Canada nha cô chú anh chị. Rồi ngoài ra thì chị Tâm ở Canada cũng gửi về 500 đô. Tiếp theo là chị Thu ở Canada là gửi về là 300. Dạ. Chị Liễu ở Texas, Mỹ phát cơm là 100 đô. Dạ. Thì cô Kathy ở Canada gửi về là 500 đô. Hồi hướng cho cha mẹ chồng ở Canada mất ở Việt Nam, đó là tấm lòng của cô Kha Thi. Ngoài ra thì chị Nga ở Canada gửi về để phát 100 hộp cơm chay. Và gia đình cô ba Âu Lạc, em và các con là hỗ trợ trong cái buổi phát ngày hôm nay là tổng cộng là 400 phần cô chú anh chị ha. Đó, ngày 25 Tết ngày hôm nay đó, thì đây là cô ba hôm nay. Là cô chú anh chị thấy cô ba rất là đẹp đúng không? Nhưng mà cô ba bịt kính mít là nhìn không thấy như thường ngày đó. Con chào cô ba. Dạ. Yeah. Thì rồi. Phải nói là sao dạ. Dạ. Làm một cái nha. Dạ. Rồi, cô ba mình ra đây nha cô ba. Để đây. Dạ. Ừ. Thì có thể nói là sau một năm mà làm ăn mua bán thì đây là giống như là tấm quà lòng của cô ba cũng như là những nhà hảo tâm khác cũng gửi cái phần quà sưng cho bà con và trong cái thời điểm mà giáp Tết như thế này. Nói chung là tới đích rồi đó. Quà Tết. Dạ. Yeah. Yeah. Thì hình như theo con được biết là tấm lòng của cô ba thường xuyên là năm nào cũng gửi những cái phần quà như thế này đúng không ạ? Đúng. Dạ. Là từ đó giờ cô ba làm bao nhiêu lâu rồi? Lâu rồi ạ. 7-8 năm có. Dạ. Mà làm hồi đó không có cái vụ quay. Không có. Hồi đó không có quay. Tự làm hả? Dạ.
nhưng mà rồi, bây giờ phải quay lại. Biết tao không ai biết đâu. Dạ. Thành ra bây giờ mình phải quay lại để mình chia sẻ với những nhà hảo tâm khác cũng như là lưu lại cái clip kỷ niệm trong cái dịp xuân năm nay. Dạ thì thật sự là rất là quý về cái tấm lòng của cô ba cũng như những nhà hảo tâm ở Canada cũng như ở Mỹ ha. Dạ. Dạ. Dạ có bán. Bữa nay phát cơm là những vẫn cái... bán bình thường. Dạ bữa nay phát. Dạ. Dạ. Dịch dạ. Không có về thành ra không có. Dạ. 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 Rồi chút xíu nữa để mấy cái hoàn cảnh khó khăn lại thì con sẽ tiến hành con ủng hộ cô ba nói chuyện với mấy hoàn cảnh khó khăn một cái. Còn giờ thì mình một chút mình nói luôn cái. Đi. Trời ơi, cô ba nói nữa. Dạ. 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 Vậy thì chút xíu cô ba ha. Bây giờ thì chúng ta tới cái giai đoạn là sắp xếp. Rồi dạ, sắp xếp. Chúng ta đang ở giai đoạn sắp xếp. Rồi cô chú anh chị đợi chút xíu nha. Dạ. Rồi con mời mọi ra đây, con mời mọi ra. Con mời mọi ra. Rồi vô sắp hàng phía sau chiếc xe lăn con nha. Dạ. Dạ. Dạ ai có phiếu thì đứng phía sau luôn con. Rồi để cho ngoại lên đây. Dạ. Rồi ngoại quay người lại nha. Rồi. Rồi vô đây con vô hàng con nha. Rồi còn ai có phiếu không ạ? Dạ hết rồi ha. Rồi. Dạ. Ở nhà với ai vậy? Ở chung với ai? Dạ một mình nè. Ở mình là ai ai cho ăn? Dạ, ăn bỏ đây. Rồi ở chung với con cháu gì không? Dạ có mà em đi cho 30 thôi 20. Dạ. Là bác cho bác này là 30. Cho chút đỉnh tiền. Dạ, ông ngoại này là cho bác này là 30. Phát tâm luôn. Dạ. Phát tâm ngày xuân giờ. Đó lì xì 30, tối là 20. Quá hay. Đúng rồi. Dạ, phát tâm ngày xuân. Không có là chờ theo không. Dạ đúng rồi, con đâu có chạy theo được. Dạ, cái này có phiếu mới được cô ơi. Dạ. Dạ. Chú thấy cái chữ gì luôn. Dạ chữ gì? Đây nè. Đây nè. Đâu? 60 như này. Bảo vệ ha, Thiên Long. Rồi. Bảo vệ nghĩa là dạ rồi. Dạ rồi 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 rồi. Rồi ai có phiếu vô hàng con nha. Để cô ba ra con nói một vài câu một cái đâu mới tiêu rồi. Dưỡng ba luôn. Cô không có phiếu thì bây giờ cô chắc cô về đi nha. Tại bữa nay chỉ phát cho những người có phiếu thôi. Kêu ổng đi ra lấy tiền thầu ông ba ơi. Hết trơn tiền thầu rồi. Gì? Tiền 50%. Trời ơi, đem... để cả đống luôn. Hết. Dạ rồi, có phiếu thì vô phía sau không con? Rồi. Nó hết thầu á. Rồi con chia sẻ với nội ngoại ha. Và cô chú luôn, anh chị đây. Hôm nay là với tấm lòng của cô ba cơm chai Âu Lạc cũng như là những nhà hảo tâm khác sẽ hỗ trợ cho mình là một cái phần quà xuân để ăn cùng gia đình trong cái dịp Tết. Thì hôm nay đã là ngày 25 Tết rồi. Thì hôm nay là mấy nội ngoại với mấy cô với mấy chị thì như thế nào về khi mà ngày hôm nay cận Tết mà mình nhận được cái phần quà xuân này ạ? Mừng, mừng. Rất mang ơn các nhà hảo tâm đã tận tình giúp đỡ cho cô bác cũng như là ở đây tất cả mọi người rất là chân thành cảm ơn và mang ơn rất nhiều. Dạ. Thì coi như là cũng là năm mới thì con cũng xin phép là thay mặt cô ba cũng như những nhà hảo tâm thì chúc mấy nội ngoại ha với mấy cô mấy chị đây năm mới dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Có thể năm sau là mình có làm mấy công việc gì hay là trúng số là mình đổi đời và mình không còn gặp nhau nữa ha. Dạ. Rồi thì đây là tấm lòng của cô ba, dì ba cũng như những nhà hảo tâm. Dạ rồi. Dạ 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 quá quý luôn. Cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ bà con đưa phiếu cho con ha. Giờ mình lên đây mình nhận cái phần quà gì bà già của nhà hảo tâm ha. Chúc đỉnh. Dạ. Nhan. Nhan. Dạ. Bỏ túi đi. Dạ. Rồi. Rồi con mời ông ngoại lên nha. Có tiền phải không? Có bóp rồi dạ, nữa dạ, hả? Dạ. Cẩn thận. Trời nha. Ơi. Cẩn thận nghe bà nội. Dạ rồi. Rồi con chúc nội sức khỏe nha. Nội nội cho con xin cái phiếu nha. Rồi. Dạ. Dạ rồi. Nội nội cứ lên đây đi ha. Dạ. Trời ơi. Nó cứ lên đây sắp hàng đi mình nhận cái rồi con có người ghi cho. Rồi cô ba đứng dậy cơm nha. Rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. Rồi cảm ơn dì Tám.
Ý là chơi mỗi năm xấu như vậy. Vô hàng với mẹ luôn đi con. Dạ rồi, con lấy rồi, con lấy rồi. Rồi bà con ơi, ăn cơm chay thì cứ vô đi nha. Dạ. Vẫn bán hoạt động bình thường. À, dạ cơm chay ở trong thì không có miễn phí. Cô không có phiếu hả? Không phiếu cô đi bán đi, cô chú đi bán đi. Tại bữa nay là cô ba phát phiếu hết rồi ha. Thành ra là con chỉ hỗ trợ quay phát thôi chứ con không có phiếu nữa. Với nó cô không có. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi. Dạ thông cảm con ha. Rồi mình đi bán nha. Dạ dạ. Có cái bao nào 5 kg ta, sao cái rồi chú bà con năm mới vui vẻ nha. Có một số 5 kg đó. 25 Tết rồi còn gì nữa đâu, chưa có phải không? Chừng nào có bao rồi. Nhỏ thì dạ, mới cho hai bọc. Này không có phiếu là không có nhận được. Có bọc 5 kg rồi đó. Bởi vì thì cô chú anh chị thấy là cái phần quà rất là nặng luôn. Cái phần quà này là cô ba với nhà Hảo Tâm là tính là cho bà con là ăn qua Tết luôn á. Dạ là qua mùng mền chiếu gói luôn á. Qua mùng. Dạ. Nhắc con đọc cái nhà tài trợ chưa? Có, đọc rồi. Rồi, đây là rồi. Rồi, 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 con đi qua đây. Dạ. Dạ, rồi, chào gì? Đó, thì tranh thủ mình cũng thay mặt nhà Hảo Tâm để hỗ trợ cho bà con bán vé số để đi sớm luôn. Dạ rồi. Rồi, thì đây là tấm lòng của cô ba. Dạ, gửi đến cho anh nha. Trong dịp năm mới, khoan đợi con chút. Đây. Dạ. Rồi. Con cảm ơn bà ba rất nhiều. Sắp luôn, lấy luôn. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ, rồi chúc anh năm mới nha, sức khỏe cùng gia đình nha. Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều rồi. Cảm ơn nhiều anh Tâm. Dạ. Cái phần gạo bữa nay là nó nhiều lắm. Không. Rồi, tới luôn anh ơi. Ăn xong lận đi. Có phiếu nha. Dạ. Rồi, gửi cho con này luôn. Anh lên ca phía sau nè. Rồi bà con ai ăn cơm trái thì cứ vô bình thường nha, vẫn hoạt động bình thường nha bà con. Ừ. Dạ. Ở đây nói, mình nói không? Dạ. Dạ, đó là tấm lòng cô ba nha. Dạ, con cảm ơn. Rồi. Dạ. Đang phát phiếu anh ơi. Dạ, dạ. Dạ. Chúc sức khỏe nha. Trời ơi, quá trời đại khủng cái này gì vậy? À, cái này biên nhận. Ôi, dữ dàng. Cô chú anh chị xem. Biên nhận rồi đâu? Của cô ba nè. Dạ. Ừ, đúng rồi. Dạ. Đó, cảm ơn cô ba cho tết nha. Dạ, con cảm ơn cô ba. Cái gì? Dạ. Con thần ơi. Hết phiếu, cái này phát phiếu. Con phạt. Dạ, rồi, rồi. Mẹ ăn cơm hả? Quay qua người lên đây mẹ. Cho ăn cơm. Rồi. Gạo không có, rồi, phát vô, phiếu vô hàng thì có. Phía sau. Cơm thì chị cho được. Chị không có phiếu thông cảm giùm em đi ha. Tại bữa nay là cô ba phát phiếu không à. Ủa chị Nga đâu rồi? Rồi, con mời cô lên đây ạ. Đây, đây, đẩy ra luôn. Chú đứng coi chừng có bịch 5 kg á. À. Dạ rồi rồi. Rồi dạ rồi, còn mấy người nữa? Dạ dạ. Sức khỏe rồi già già các vị. Dạ. Cô ơi chị cảm ơn dạ. 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 Trời ơi, rồi. Ông bao quan cho tiền nữa kìa. Mấy vô kiều, dạ ý sức khỏe luôn luôn giàu giàu. Dạ rồi. Sáng chứ, bình thường. Rồi hôm nay con sẽ chia sẻ luôn với cô chú anh chị nội ngoại đây ha. Thì hôm nay là đây là tấm lòng của cô ba. Đó, cô ba là chủ tiệm cơm chao đây, cũng như là những nhà chị tâm đưa này nè. Ờ đưa cơm. Hôm nay là cái phần quà để chúng ta ăn cùng gia đình. Đón những cái thành viên khác mà từ ở xa về để cùng ăn trong cái mùa xuân này. Sum họp với nhau trong mùa Tết ha. Thì đây là tấm lòng của những nhà Hảo Tâm. Cảm ơn cô ba với cảm ơn mình luôn. Rồi, rồi chúc bà con năm mới vui vẻ nha. Dạ ra phía sau này cô. Đứng phía sau. Rồi. Rồi cảm ơn cô ba nhiều. Rồi. Dạ chúc cô ba sức khỏe dồi dào nha cô ba. Tôi chúc quý vị là ăn chay được rồi. Dạ. Cố gắng ăn chay. Dạ. Nha. Dạ. Ăn chay cho có sức khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô ba. Ờ. Dạ, ăn được không? Ăn chay được không? Dạ, chúc cô ba sức khỏe. Đây, cơm chay đó nha. Năm cũ bước sang năm mới. Không ơi, để cái này nè. Cô ba ơi, cô ba. Con nghĩ cô ba nên đứng đây nè cô ba. Đứng đây hả? Cảm ơn cô. Trời ơi, cặn gì. Đó, nắm tay hơn vả. Con có lộc cái sau này con cũng làm được này, mấy cái điều để trong này nè. Giúp đỡ chị cô Nga, chị vô đó chị để hộp cơm lên đó đó. Rồi chúc anh chị đứng trong đó đó. Ngon miệng nha. Dạ. Nhưng rồi ai xong thì cứ việc đi. Dạ. Trời ơi, ông ba này ổng lãnh rồi mà ổng có tiền ổng đi cho người ta nữa đó hả? Bởi vậy. Trời ơi. Để ông móng 50 ông cho cái đằng giải có con. Bất cười ổng. Dạ ông ba đứng đây đi mà. Móng 50 cho ông xe lăn 30. Thối 20 kêu thối được 20. Ừ, được rồi. Rồi, rồi, bye.
Rồi rồi con đứng đây coi đi đứng đây. Chúc con trong bên nước Mỹ mà ngăn phát tài. Dạ. Chúc số độc đắc luôn nha. Dạ nhưng mà dạ. Cô ba. Rồi cô ba. Rồi chúc dạ. Cô. Nghèo nữa. Tôi chúc cái gì nữa không? Nè, tôi chúc quý vị mấy bà này ha, gán ăn chay nhiều. Vô đây nhà ngoại, vô đây đứng sắp hàng. Nè, gán ăn chay nhiều vô nha. Gán ăn chay nhiều vô. Dạ. Con này là con chay. Dạ. Đây là tấm lòng của cô ba. Dạ. Chúc cho bà con ha, năm mới dồi dào sức khỏe và ăn cùng gia đình trong cái quà này nha. Rồi rồi. Ngon miệng. Chúc cô ba. Dạ, bỏ đây nè chị Nga, chị đứng đây nè cô ba này con nha. Dạ. Chị đứng đây dạ, có rồi. Chứ chưa để kêu Hiếu lấy giúp thẳng đâu có biết không có có dễ gì cũng có chị đứng đây nè mấy thằng nè 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 nó chị để lên ừ dạ vô hàng nè đi theo hàng nè vô cũng được dạ sức khỏe để năm sau dạ. Đó ừ vậy đó dạ có rồi dạ rồi hôm nay đây là tấm lòng của cô ba cơm cơm cho chị nha cũng như là gia đình dạ cũng như vậy rồi được rồi dạ ba dạ ba nhận rồi mình tranh thủ đi bán nha. Dạ chắc không quá cô ơi. Thôi cô về nghỉ ngơi đi. Tại... Bác okay. Minh nè. Được nhiều chục nhiêu tới 400 Minh, người. Minh Minh. Thôi ông này đi con sẽ chờ mình trả đây. Đâu có. Ai đâu? Rồi. Mang. Tại vì nãy kẹt xe thì bắt buộc mà phải làm vậy. Kêu thằng Hiếu lại lấy gạo nha. Biết chứ. Dặn phải tùy cơ ứng biến lúc mà đang bán thì bắt buộc xe nó dưới thì bắt buộc phải đứng dậy kêu ổng đi về đi ổng bưng sao nổi mà bưng rồi mời bà con lại đây xếp hàng con đi ạ à. Ổng làm bảo vệ đứng, đứng đây con nha quay người lại dạ rồi đúng rồi ổng đứng ổng làm bảo vệ đợi đợi khoan đợi 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 chút tôi ơi đợi vài người cái vài người đã con mấy cô sắp hàng vô dạ đứng đây nè cô đứng đây nè cô rồi chị có phiếu không ạ à? Không có phiếu hả không nhận được nha dạ đứng đây đợi khoan 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 đợi vài người đã rồi mình chút sưng tan cái rồi mình thấy gửi tại cô không có đông vô vô sắp hàng vô sắp hàng ai có phiếu vô sắp hàng con đi dạ dạ rồi, rồi được 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 miễn là có phiếu là nhận được dạ rồi vô sắp hàng giùm con đi rồi rồi ai có phiếu vô sắp hàng giùm con nghe không được có phiếu mà được ừ có phiếu mà được rồi rồi thì chia sẻ luôn với cô chú với anh chị nha nội ngoại hôm nay đây là tấm lòng của cô ba cơm treo lạc cũng như là những nhà hảo tâm khác sẽ hỗ trợ cho mình một cái phần quà xuân trong cái dịp xuân năm nay thì hôm nay đã là 25 Tết rồi thì chúc cô chú với anh chị ha cũng như là nội ngoại đây nhận quà của nhà hảo tâm để ăn cùng gia đình và vui trong một mùa xuân mới và chúc hết bà con ở đây là sức khỏe ha và đổi giận trong năm sau dạ rồi rồi con xin phép nha dạ khi bà con nhận thì bà con có thể cảm ơn bên đây đây là những nhà hảo tâm nha hỗ trợ tới bà con hôm nay dạ. Rồi đúng rồi đó, gán con trai cho có dạ, sức khỏe. Dạ, cảm ơn nhà hảo tâm bên đây giùm con ha. Dạ, cô áo vàng á, cô cái này, dạ. Rồi, để lên. Rồi cô. Rồi. Không, dễ gì, giao thằng Minh hết trơn rồi. Thì để coi Minh nó có hay không mà nó không biết nó còn hay không, biết chắc nó hết rồi. Dạ, dạ có luôn, có phần luôn anh tới đây. Cho thằng Minh rồi. Qua đó đi. Rồi tới lên đây đậu xe vô ăn luôn chị ơi. Rồi dắt xe, dắt. Rồi con xe lăn tới luôn để đi về luôn đi. Hình bên đây. Rồi ai có phiếu qua đây giùm con nha. Rồi, ủa đây bà một cô bà già nó xe lăn không có hả? Cho bà phiếu đi. Quay người lại con.
Ngoại ơi. Dạ khoan khoan khoan, đợi con chút nữa. Ai có phiếu đứng vô. Rồi vô hàng con ngoại. Rồi. Rồi thì chia sẻ luôn với cô ha, với ngoại đây nha. Dạ đứng đứng đây nè cô đứng đây nè, đứng đây. Rồi quay người lại nha. Cái này rồi. Mình có phiếu mới dạ. Được. Thì đây là tấm lòng của cô ba hỗ trợ cho mấy nội với cô nha. Rồi. Cảm ơn nhà hảo tâm bên đây con. Dạ, được rồi. Dạ dạ, được rồi. Dạ. Ngoài, ngoài ngồi đó đi. Ngồi đó đi. Lên cho. Để ngồi đó đi. Đây đây đây, ngoài ngoài sắp. Ngoài sắp phần quà ra, bỏ, ra phía. Bỏ cái này trước. Rồi. Rồi tới luôn ngoài ơi. Rồi bỏ đâu ngoài. Đây để đây nè, ngoài sắp nha. 13. Gần 13. Rồi bà con ai có phiếu lại đây nha. Rồi đứng đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Dạ. Dạ, rồi con ngoại, ngoại lên đứng đây để con chia sẻ vài câu cái đã. Sát vô. Dạ. Rồi con mời cô lên đây. Rồi anh lên đây đi ạ. À. Rồi chia sẻ luôn với con chú anh chị nha. Đây là tấm lòng của cô ba nhà hảo tâm cũng như là những cái nhà hảo tâm khác. Rồi thì chúc bà con năm mới vui vẻ ha và đầm ấm bên gia đình với cái phần quà cuối năm của cô ba đây cũng như những nhà hảo tâm khác ha. Dạ, rồi chúc sức khỏe. Dạ. Rồi bà con nhận quà thì cảm ơn nhà hảo tâm bên đây con nha. Cô ba đó, cô ba là cái người mặc áo nâu á. Dạ. Dạ, bữa nay có phiếu mới được chị. Dạ, cảm ơn nhà hảo tâm rồi. Đi đi một chút cần ương cho hoài mà cũng bỏ không cho sao. Đi lên kia đi. Bà ngoại bà vậy đó. Đúng rồi. Thì bây giờ mình đi đi một chút chưa chưa hả? Bây giờ ở đây nhiều quá không có được. Rồi vô đây đi anh. Ở rồi bác kia phía sau này bác. Phường nó lợi nó la. Ở đằng phường. Dạ con có phiếu không? Rồi đứng đứng sắp hàng con đi. Rồi tôi vô nói rồi. Tôi nói đằng phường rồi, nếu như mà ở đây mà rồi, đông là mắc trật tự. Sang năm tôi không làm giùm ai hết. Rồi con chia sẻ luôn với cô chú với anh chị nha. Nội ngoại luôn. Mình, hôm mình, nay là đây là thay mặt nhà hảo tâm là cô ba. À cô ba là chú này. Dạ là chủ tiệm cơm trao lạc. Ra phía sau con, mình đừng đứng với tội ta nha. Rồi. Thì đây là tấm lòng của cô ba hỗ trợ cho gia đình của mình cũng như là những bà con khó khăn ở đây. Về những cái phần quà sưng thì chúc bà con ngon miệng với tấm lòng cô ba ha. Nha. Dạ, với ăn đầm ấm cùng với gia đình của mình trong mùa xuân sắp tới. Thì bữa nay là quá sát đích luôn rồi. Rồi chúc bà con. Dạ. Bà con nhận quà cảm ơn cô ba bên đây con nha. Dạ. Dạ. Dạ, dạ bà rồi, con nhận quà rồi. Cảm ơn cô ba giùm con nha. Cô ba bên đây. Để coi ra coi. Ủa, trời ơi gắn cái này tao không chứ vậy. Ngoại ơi không được. Bữa nay chỉ có những ai mà có cái phiếu nhận trước mới mới được thôi ha. Rồi ngoại thông cảm đi. Đó, không ngoại thông cảm và chất cha giùm con để cho con gửi. Cơm vô. Dạ. Dạ hồi chú lên chú cảm ơn cô ba nha. Dạ. Cô ba là cô áo nâu. Dạ rồi. Dạ dạ được rồi, được rồi, được rồi. Dạ. Rồi rồi rồi, đưa cho chú luôn. Dạ. Dạ dạ rồi. Có phiếu không? Rồi cho con phiếu đi. Điện gì nữa, vô hàng nhận quà. Bắt điện thoại. Có cái này là điện cho thằng nhỏ nó đi tới nhà chưa. Ngoài, ngoài nhận quà xong rồi ngoài muốn ra ngoài ngoài điện gì điện, vô hàng không có nhận. Con hỏi là phải rồi. Ngoài nhận quà cảm ơn cô ba bên đây em con nha. Dạ. Dạ đúng cô được. Ba đó chủ tiệm cơm chay đó mà bà con hay ăn cơm chay là để của cô ba này đó đi, nói dạ chuyện, ai cũng nghe hết nói rồi. Dạ con gắn này hả? Dạ. Gắn này là bên đây, gắn này là cô Phạm, cô hai, cô ba, cô Tư. Ơ sao con ngủ rồi. Rồi về cô ba cô vô rồi hả? Rồi thôi con xin phép con gắn nha. Rồi quay quay đứng đây. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn cô ba ơi. Rồi, dạ. Cái gì ăn ráng ăn chay với chị, ráng ăn chay, ăn chay nhiều nhiều. Dạ, dạ. Dạ rồi, hôm nay là bà con nhận được tấm lòng sưng của cô ba cũng như những nhà hảo tâm khác nha. Rồi. Nhận quà cảm ơn nhà hảo tâm giùm con nha. Ăn chay có sức khỏe nha con. Dạ, dạ cảm ơn cô ba. Rồi, cảm ơn cô ba. Rồi, tới luôn anh. Về ráng ăn chay nha con. Dạ. Tới luôn nè. Anh đậu sát cho nó luôn nè.
Khoan khoan, chú ăn cơm chay hả? Chú phiếu hả? Chú chạy xe qua đây đi chú. Ở đây chỉ để sắp hàng thôi. Qua về luôn. Dừng hàng qua tới đi rồi qua đây chỉ sắp hàng con thôi. Cô có phiếu không? Không phiếu bữa nay không nhận được nha. Dạ. Anh có phiếu không anh? Giờ bữa nay không có phiếu không nhận được nha chú. Dạ mình có phiếu không cô? Rồi rồi cô đứng đây. Rồi cô khoan chị đứng đây đợi em tiếp, đợi em vài người tiếp. Dạ thôi thôi ngoại đi bán nhưng mà. Dạ. Chứ mà đứng. Bà... Rồi đứng ra đợi em chút xíu. Cô có phiếu không? Qua đây này con, qua đứng đây này. Đi. Rồi đứng đây con. Rồi. Rồi, ra phía sau này cô ơi, vô hàng, vô một hàng thôi. Rồi con chia sẻ luôn với mấy chị ha, mấy chú với mấy cô đây. Thì hôm nay là tấm lòng của cô ba ở Canada, là cô ba là cái cô áo nâu đó, cũng như là những nhà hảo tâm khác sẽ hỗ trợ cho mình một cái phần quà để ăn cùng gia đình trong cái mùa xuân này ha. Rồi chúc bà con năm mới sức khỏe nha, an lành và hạnh phúc. Dạ dạ cảm ơn cô, khi nhận quà cảm ơn nhà hảo tâm ở đây con nha. Dạ cảm ơn cô ba, nhiều càng tốt mình đó con ha. Cảm ơn cô ba bên đó con. Cảm ơn cô ba. Dạ, con chào ông ba. Dạ, gặp ông ba lại thì cũng vui quá rồi. Rồi, đây là tấm lòng của cô ba gửi tặng cho ông ba nha. Rồi, chúc ông ba sức khỏe. Có phiếu không? Ai có phiếu? Đây. Mắt nhận, mắt cảm ơn cô ba bên đây nha. Dạ. Không có phiếu thì sắp hàng đi, sắp hàng từ đàng hoàng. Dạ, khoan. Bà con ơi, có phiếu mới vô. Khoan, từ, chị có phiếu không? Bên này là không phiếu không? À, rồi, đúng rồi. Có phiếu. Rồi, cái tới con này. Chị ơi, chị không có phiếu thì lên đây bác hai, bác ba. Rồi, cô đứng phía sau này nha. Thắng lại, rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn nhà hảo tâm bên đây một con nha. Cảm ơn cô ba. Rồi, chúc bà con năm mới sức khỏe, vui vẻ, ngon miệng cùng gia đình nha. Rồi, cảm ơn chúc năm nha. Dạ. Dạ cảm ơn trời Phật. Bên đây con anh ráng ăn chay nha anh. Dạ. Ăn chay có sức khỏe dữ lắm. Má tôi ăn chay 100 tuổi chưa chết á. Con này phiếu không? Dạ có phiếu không? Dạ đây. Nói không? Dạ ra dạ, phía sau thì con ra phía sau. Dạ dạ ra kia. Dạ rồi, ngồi quay người lại. Rồi. Anh Tính ơi, một phần ra đây đi anh. Rồi tấm lòng của cô ba ha. Dạ, cô nhận, cô cảm ơn cô ba làm con. Ha. Dạ. Đưa 5 kg. Thủy, ký lên 5 kg. Con cảm ơn nhà tâm cô ba. Dạ dạ, không có gì, chị về ráng ăn chay. Ráng ăn chay nha chị. Vô hàng cô, vô hàng. Nhớ cảm ơn cô ba nha, cô ba là người đang phát cho bà con đó. Dạ. Của ít đồng nhiều nha. Dạ, cái này là cô ba dự trù đó. Dạ. Chỉ gạo thôi hả? Dạ, không sao, dạ chủ yếu cô ba thôi, cô ba gửi cho bà con là con gửi. Đợi con chút. Đợi con chút nha, đợi. Chỉ gạo thôi, chỉ gạo thôi. Trời ơi, đưa lên anh. Rồi. Ra ăn chay nha. Ra ăn chay. Bà con nhận quà, cảm ơn cô ba, giùm ba. Rồi vô hàng giùm con đi. À dạ đợi con chút. Đi. Con có phiếu không? Không có phiếu không gửi được nha con. Rồi, hết. Để bước nhanh lẹ. Dạ. Rồi chị nãy có phiếu không? Cho lên đi con. Chú đây hôm bữa không có đưa chị này phải không? Không. Rồi ok. Rồi chia sẻ luôn với cô chú nha. Vô sắp hàng phía sau con. Sắp hàng phía sau con. Phía sau chị này. Rồi lên đứng đây anh, đứng đây. Dạ ra phía sau này con. Vô hàng. Bác vô đây. Ra phía sau này là bác. Chú đậu đây. Rồi đúng rồi. Rồi chị đứng đây nè chị. Đây, về ráng ăn chay rồi chia sẻ luôn với cô chú anh chị nha. Đây là tấm lòng quà xuân của cô ba. Cô ba lại cùng này. Dạ. Đó. Thì chúc bà con ngon miệng với tấm lòng của cô ba nha. Cũng như là nhà hảo tâm khác nha. Nhận quà cảm ơn nhà hảo tâm giùm con nha. Rồi để con gỗ đó cô. Rồi ráng ăn chay nha cưng. Ráng ăn chay nhiều. Ăn chay có sức khỏe. Khoan nhường cho chú nó đi trước rồi chị theo. Rồi. Rồi tới luôn. Dạ anh. Cảm ơn nhà hảo tâm bên đây con nha. Cảm ơn nhà hảo tâm bên đây con nha. Dạ. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm bên đây con nha. Cảm ơn trời Phật. Khoan, chú có phiếu không? Chú không có phiếu không có nhận được chú ha. Dạ. Rồi, chú không cảm. Không có phiếu mới nhận được. Dạ. Rồi thì cô ba hỗ trợ riêng thì cô ba chú lên đây.
Rồi lên nhận tấm lòng của cô ba. Cô ba cảm ơn cô ba giùm em. Rồi cảm ơn trời Phật nha con. Dạ. Đây cô ba, cô ba, cô ba. Đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi vô đây sắp hàng giùm con, quay người lại ngoài. Rồi. Dạ, anh ráng về đó ăn chay nha, anh bỏ hút thuốc đi. Hút thuốc quá sức khỏe. Rồi chúc mừng sức khỏe nha. Nhớ cảm ơn cô ba bên đây. Quay qua nhìn cô ba cái. Cảm ơn trời Phật, cổ không cần cảm ơn đâu. Cảm ơn trời Phật. Đúng rồi, đúng rồi, để đi. Vậy cảm ơn trời Phật nha. Tụi em không cần cảm ơn. Vậy cảm ơn trời Phật là được rồi. Cô có hiếu không? Chị ăn chay đi. Ráng ăn chay nhiều nhiều nha chị. Bây giờ cô ha. Chay có sức khỏe lắm. Ngồi đâu đó đi, có phiếu mới nhận được nha. Dạ. Bây giờ cái này không không có giải quyết được. Có phiếu mới nhận được. Có phiếu hay không? Không phải của con. Ờ bao năm ký vậy? Ra vô đây. Không phiếu qua đây. Từ từ đợi con chút. Không phiếu nhiều lắm. Bởi vậy cái chuyện đó là mệt lắm chị nữ ơi. Mình phát sinh mình cho. Cô ở xanh ra đi cô ơi, nãy mình nhận rồi. Cô về đi. Đừng có xin giùm ai nữa. Của mình đã hỗ trợ rồi, bây giờ mình xin người ta nữa. Không thiếu đi. Còn hồi thiếu đó, không có cho được. À, cô có thiếu không? Con lên đứng phía sau này đi. Cô quay người sắp hàng lại. Rồi đứng đợi chút xíu nha. Rồi. Ờ. Rồi họ đồn cái là họ lợi hết đỉnh này là chị rồi. Cho đủ quá. Đừng nào giờ chót á. Lên cảm ơn cô ba con nha. Rồi cảm ơn cô ba. Rồi lên nhận quà con. Không thiếu là không được, không cho dứt khoát đi. Này có phiếu hay không thiếu? Có phiếu. Rồi. Giờ ráng ăn chay anh ơi. Rồi bây giờ cô ba có phát không phiếu nữa không? Nếu không, mà không phát thì con ngắt luôn. Không phát, dứt khoát. Rồi gửi hai người này rồi con ngắt luôn nha. Ngắt luôn đi. Rồi. Chú đây đừng rồi. Ngắt luôn đi để họ đồn họ lại hết cái tỉnh kia liễn đông là lại là mình chết luôn á. Rồi xong nha. Dạ không cho. Dạ rồi. Đâu đó nè cho nó có nguyên tắc. Trời ơi. Chịu gì nổi. Nó phát không phiếu là chịu không nổi đâu. Ờ. Họ lợi chết không luôn đủ, á. Không đủ số lượng. Dạ. Con có phiếu đi luôn. Không có phiếu là dứt khoát cho đi, không có đợi gì hết trơn á. Rồi con mời ngoại lên đây. Dòng xe lại luôn nha. Quay người lại. Quay người lại luôn. Ai cho xin giùm tôi cho dòng chứ. Dạ, ngoài cứ đứng đây con đi. Rồi ngoại lên đây. Rồi chú đứng phía sau bà ngoại này nha. Xin lên đây tí nha ngoại. Xe lăn vô hàng đi anh, vô một hàng thôi cho người ta dễ phát. Chú lên đây. Rồi anh vô đây nè. Cho tới rồi. Đi con, tới chút nữa. Rồi. Cho tới chút nữa đi. Con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Cũng như những nhà hoàn cảnh khó khăn khác. Đây là tấm lòng của cô ba. Cũng như là những nhà hảo tâm khác nha. Để hỗ trợ cho mình cái phần quà sưng nha. Dạ, rồi. Cảm ơn cho mình. Rồi chúc ngoại cũng như nhà hảo tâm sức khỏe. Cảm ơn thầy Phật. Ráng ăn chay nha. Rồi. Nè. Ráng ăn chay. Dạ cảm ơn. Rồi ngoại bước qua đây giùm con. Cảm ơn. Ăn chay có nhiều dạ, sức khỏe. Dạ. Rồi lên con. Cảm ơn thầy Phật. Có phiếu, hàng này có phiếu. Rồi bà con vô một hàng thôi. Vô một hàng thôi. Hàng này có phiếu nè. Rồi. Dạ, rồi, cảm ơn trời Phật nha anh. Rồi, lên từ từ nha bà con. Nhận quà cảm ơn nhà hảo tâm giùm con nha. Phải ráng ăn chay, cầu nguyện trời Phật nha con. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cái cô mà đội nón vàng. Cảm ơn trời Phật luôn. Rồi, tới đi. Cảm ơn cô đội nón vàng giùm con nha. Rồi vô hàng giùm con nha. Nhớ nhận quà cảm ơn cô nón vàng nha. Cái cô áo bông màu nâu á. Vô hàng. Dạ. Ngoại không có phiếu hả? Rồi con mời ngoại đây. Rồi chú ra phía sau nữa. Chị cảm ơn trời Phật nha chị. Cảm ơn cô áo nha. Nâu nâu giùm con nha. Rồi. Dạ không được. Cảm ơn trời Phật nha. Dạ, ngoại cứ lên nhận của mình vậy nha. Cô ơi không có phiếu thì bây giờ con không có giải quyết được, con thông cảm giùm con nha. Dạ. Khoan chị ra phía sau. Không có chị ơi. Nhường cho xe lăn trước. Dạ không được, dạ, không được, không cảm giùm con. Ráng ăn chay thêm nha chị. Bà con nhận quà cảm ơn nhà hảo tâm giùm con nghe. Ráng ăn chay nha con, ráng ăn chay nha. Cảm ơn trời Phật, cầu nguyện. Không được cô ơi, thông cảm giùm con đi. Dạ. Dạ ngoài có phiếu không? Tối ngày tối ngày dạ. niệm A Di Đà nha con. Thông cảm giùm con đi cô ơi. Dạ. Từ bữa nay là đủ số lượng thôi. Cô Hồng qua sao ra phía sau này con. Cô Hồng ra đây. Sao mà chen ngang vô cái hàng người ta vậy? Rồi cô qua đây. Dạ, rồi, cảm ơn trời Phật. Nhận quà cảm ơn nhà hảo tâm giùm con nha. Cái cô ba đó, cái cô rồi. Áo nâu đó là hỗ trợ cho bà con cái phần quà Tết trong ngày hôm nay nha. Dạ. Vô nhận con đi ạ. À. Thông cảm giùm con đi. Chứ mà giờ là nhà hảo tâm người ta gửi chứ con không có gửi. Dạ, rồi mời chị vô đây. Dạ. Dạ, bữa nay hỗ trợ quay. Bữa nay em hỗ trợ quay chứ em không có phát. Dạ. Rồi chị bà con nhận quà cảm ơn nhà hảo tâm con nha. Cảm ơn cái cô nón vàng áo nâu nha. Dạ. Rồi, ăn chay nha con. Tới luôn. Nữ.
Rồi vô hàng giùm em nha. Rồi, cô rồi rất là trật tự luôn rồi đó. Dạ. Rồi cô mời ngoại lên đây. Nhớ bà con nhớ nhận quà cảm ơn cô Ấn Nâu nha. Niệm Ba Di Đà Phật nha anh. Dạ ra phía sau này chị, ra phía sau này. Rồi, đi đây này chị. Rồi, cảm ơn Đà Phật đi anh. Mình đi theo hàng nha. Rồi chú Hùng. Trông cậy vào chú nha. Cảm ơn cô Ấn Nâu. Rồi, cảm ơn cô Ba đó. Cảm ơn cô Ba. Ấn Nâu nón vàng nha. Nữ. Cô Ba cũng như là những nhà hảo tâm khác, nhưng mà mình có thể cảm ơn cô Ba tại vì cô Ba trực tiếp ở đây. Đúng rồi. Đi đứng nằm ngồi niệm A Di Đà Phật. Rồi lên chú Hùng ơi. Lớn tuổi rồi niệm A Di Đà Phật nha chị. Cô nói phía sau này. Ôm đi, ôm đi. Cô ôm nổi không? Đợi đi. Mình vô một hàng thôi cho nó dễ cho cái người khác nha. Rồi cô lên. Rồi chú về lại đi, chú về lại đi, chú quẹo qua đường này ra con ơi. Chú về lại luôn đi. Đường sau này nó rộng. Chị vô hàng với chị. Vô hàng. Rồi đúng rồi. Chú phía sau chị này nha. Rồi. Trời ơi con cầm mà. Cảm ơn Đại Phật. Dạ, thì đó. Nè lấy phiếu nè. Ra phía sau này cô, ra phía sau này. Dạ. Xuống, đậu xe xuống, khoan từ từ. Dạ đây. Kẹt xe. Chú Hùng sát vô, chú Hùng. Rồi ok, sát vô cho xe ba gác qua. Lên lại, đưa phiếu đây. Đưa ai? Rồi. Chị ơi. Có phiếu tâm hạng. Thôi đi. Đi. Sắp hàng. Đưa đây. Phiếu đằng sau. Rồi. Lên cảm ơn nhà hảo tâm giùm con nha. Cái cô áo nâu nón vàng á. Nè con ra phía sau nè. Ra phía sau. Dạ. Chú trả lên đây nè. Theo hàng. Theo hàng. Dạ vô hàng giùm con nha. Lên cảm ơn cái cô áo nâu giùm con nha, nhà hảo tâm nha. Trời ơi chị ơi thông cảm giùm em đi, bữa nay em không có phát phiếu cũng qua mà em hỗ trợ quay thôi nha. Ai có phiếu em mới gửi được nha. Dạ đi theo hàng con nha. Lên A Di Đà Phật. Được, phiếu bữa đâu? Rồi nhanh đi. Dạ. Chị đưa đi phải không? Dạ đúng rồi, thông cảm giùm con, không có phiếu không nhận được. Nhưng mà phiếu chị đâu? Mình ơi, đừng á. Lấy cái này đi. Rồi có đủ. Theo hàng là đủ hết. Dạ. Dạ rồi anh cứ đi. Thông cảm con. Sao quá đằng này phát. Lại đây gần lấy phiếu nè. Cô cứ phát ra trên đó đi. Con kiểm soát cái hàng rồi. Cảm ơn cô. Con đã xếp theo hàng thì cô cứ đưa đi. Rồi cho con. Trời ơi. Ủa sao lại? Mỗi người một phần. Dạ. Minh ơi con lại đây đi Minh. Lại đây lấy phiếu đi. Ở đó không kiểm soát được cái hàng. Đứng đây con mới kiểm soát được cái hàng người nhận. Đứng đó nó bị dùng cục lại. Được con. Bà con nhận quà nhớ cảm ơn nhà hảo tâm giùm con nha. Dạ. Là cô áo nâu mà nón vàng á. Áo nâu, nón vàng. Dạ. Rồi chúc bà con năm mới vui vẻ nha. Rồi, với tấm lòng của nhà hảo tâm nha. Nữ. Nè anh ơi. Khoan, cô có phiếu không? Dạ đây. Rồi cô đứng đây con. Rồi anh chạy rồi. Đi anh. Để chị chạy đi. Cảm ơn cô áo nâu dạ. Con nha. Anh ráng niệm Phật nha, niệm A Di Đà Phật. Ngoài. Tối ngủ vậy. Không cảm con không có phiếu còn hỗ trợ thôi. Không hỗ trợ được nha. Nổi. Nè chú vô hàng nè con nha. Nè. Từ từ. Chị nữ làm đi. Bữa nay em chỉ hỗ trợ cho những ai mà nhận phiếu thôi. Cô Ba. Lấy cái này rồi mới lấy cơm chứ. Cô. Cô Ba ơi. Rồi giờ con ra đi chị. Dạ, cô có phiếu mà. Dạ, cô đậu sát xe cho thêm con đi cô. Cảm ơn trời Phật anh ơi. Dạ. Cảm ơn trời Phật đi, đừng cảm ơn tụi tôi. Dạ, A Di Đà Phật đó. Niệm tới rồi đó. Ngoại thông cảm giùm con đi, cái phần quà này không phải của con phát. Dạ, con không có. Dạ đúng, thành ra con không có quyết định được nha. Anh có phiếu không? Quay phía sau này anh Tùng. Dạ. Rồi chị cảm ơn trời Phật nha chị. Ráng đêm này niệm A Di Đà Phật. Anh vô hàng, vô một hàng thôi nha, đưa phiếu em. Bà con, giờ qua bên kia giùm tụi con đi. Khoan, đợi con chút.
rồi rồi đợi con chút. Dạ. Tại cái chỗ này nó hơi bị kẹt. Rồi cô qua đây nè. Rồi cô đứng rồi, chạy đi để cho người ta kẹt. Rồi cô qua phía sau này luôn nha. Rồi ok. Rồi chúc bà con ngon miệng với tấm lòng của những nhà hảo tâm nha. Anh ơi, ráng ăn chay nha con. Ráng ăn chay niệm Phật nha, ráng ăn chay niệm Phật. Niệm A Di Đà Phật. Nó mưa được không? Đúng rồi, đúng rồi. Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi. Ông ngoại ơi, bước vô giùm. Đợi qua bển giùm tụi con chút đi. Dạ rồi, rồi lên đây em con. À, chị ráng niệm Phật nha chị, ráng ăn chay niệm Phật. Ăn chay nhiều nhiều càng tốt. Không, bên đó chưa có cô ơi. Ráng ăn chay nha con. Dạ. Mà người ta bán vé số không mà. Phật, ráng chay niệm Phật. Rồi, gọi ông sắp vô đây đi chị. Nổi không? Cô ba muốn gửi. Trời ơi. Trẻ hả? Dạ. Dạ đây tấm lòng cô ba nha. Rồi, mời bà con nhận tới nha. Tới đi, tới đi chị. Cảm ơn chị nè. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, ráng ăn chay nha con. Dạ, mấy người lại đây con. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, rồi mời bà con nhận nha. Dạ. Rồi với tấm lòng của cô ba nha. Dạ, cũng như những nhà hảo tâm khác. Ráng ăn chay niệm Phật nha. Cô qua đó ngồi đợi em con đi. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Dạ, qua đó ngồi đợi em con. Dạ xong rồi đó, dạ xong rồi đó. Như đây là mình ăn đủ qua Tết rồi. Cơm chưa? Rồi ráng ăn chay nha anh. Dạ. Chắc có lẽ là Vĩnh Long con không hỗ trợ được nữa. Dạ. Dạ đúng rồi. Không ngồi với nó thêm lâu rồi. Dạ đúng rồi, sát Tết lắm rồi. Nữ cái vậy thì nữ thua chứ ai thua. Để đi chợ chót. Vô nhận cảm ơn nhà tâm em nha. Chứ bây giờ chị cho nào về kêu cả sớm ra làng á. Con lấy phiếu chưa? Bà con ai cầm phiếu lên đây em con nha. Rồi. Ráng ăn chay niệm Phật. Ráng ăn chay niệm Phật cảm ơn con. Tâm nha. Ăn chay nhiều nhiều nha. Rồi, ăn chay niệm Phật nha con. Ăn chay nhiều nhiều có sức khỏe. Đủ rồi em lại để em chi ơi. Rồi, ai phiếu là phải đi về. Có bước vô đây nè. Cô có phiếu không? Không có phiếu, có phiếu cô quan đó đợi anh có phiếu không anh? Có phiếu không? Có đưa đi đưa phiếu ra. Đưa phiếu ra giùm cái. Từ 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 chú này bị tai biến, thành ra chú chậm lắm. Dạ rồi. Rồi để đồ đâu đâu. Ráng ăn chay nha anh, ráng ăn chay niệm Phật nha, niệm A Di Đà nha anh. Rồi anh đi tới đi, ráng ăn chay niệm Phật. Phải không có phiếu không gửi được chị ha, thông cảm. Dạ rồi, rồi, rồi. Dạ. Minh đừng giải quyết phiếu nữa nha, cho về đi. Rồi về luôn đi. Dạ đúng, dạ thì mình dặn trừ hao vậy đó, để ai mà tới thì phát sớm thôi. Dạ ra phía sau, ra phía sau. Rồi chúc bà con ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn cô ba nhé. Ráng ăn chay nha con, ráng chay niệm Phật nha, niệm Phật cho cầu nguyện cho con của con nha. Rồi Tết vui vẻ, ráng chay niệm Phật cầu nguyện cho con nhỏ con bé nha con nha. Những phần quà này là ăn cùng gia đình là đúng đúng xuân luôn đó. Dạ. Ừ, cho nó ăn chay đi, cho nó ăn chay đi. Dạ. Nó ăn chay là nó sẽ hết nghiệp á. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Đây cô chú anh chị xem nè, hôm nay là cô này là bán đồ rồi ráng ăn chay với bà với dán dưa bao lì xì luôn. Cảm ơn các nhà tài trợ với cô ba giùm tụi con. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn thầy. Rồi niệm A Di Đà Phật. Rồi á là ăn ráng ăn chay thêm ngày nào được ngày đó nha. Ăn chay là đỡ nghiệp sát. Có sức khỏe. Vô hàng chị, vô hàng, đừng có ai cũng chen lên vậy nha. Rồi thôi gửi chị này trước đi. Rồi chị lên trước đi rồi anh vô hàng nè. Từ từ, đợi con chút. Vậy vô đây em con. Rồi con, ráng ăn chay nha con. Nha, rồi, cố gắng phía sau này nha. Niệm A Di Đà Phật nha. Cảm ơn nhà hảo tâm con. Ăn giảm giảm nghiệp chướng, giảm nghiệp. Ráng ăn chay nha con. Ráng ăn chay niệm Phật nha. Nha, ráng ăn chay niệm Phật.
Ăn cho kiếm sao mình tốt đầy hơn luôn. Nha con nghe. Che mưa luôn. Có phiếu không? Có phiếu không cha? Không có phiếu thì thôi cắm thuyền đi về. Rồi cô mời cô nha. Rồi cảm ơn nhà con nhìn con nghe. Cảm ơn trời Phật. Dạ, nên nhận bà. Vô hàng nè em con. Đưa đi chú tay ơi, chú tay đưa đi cô nón gắt á. Đúng rồi. Rồi, chị ở phía sau chú này nha. Này ngoại thông cảm con đi tại vì bên cô ba phát chứ không phải con phát nha. Rồi. Ráng ăn chay nha. Dạ, giờ không gặp thì ngoại cứ qua đó ngoài ngồi lại chút xíu đi ha. Rồi trời. Tôi làm cho trời Phật mà. Cảm ơn trời Phật nha con. Cô có phiếu không? Không có phiếu rồi sao mà gửi được. Chung lục là chết nữa. Kéo lại cái tỉnh lên Vĩnh Long rồi đó. Cô ba còn phần 5 kg không? Không, không cho nữa. Để giờ cho. Có phiếu không? Chị có phiếu không? Không phiếu là không cho. 5 kg là tiêu á. Tại nó có cái giới hạn của nó rồi. Nó cho chị là không có cho những người có phiếu. Chứ không phải là không biết ai hết á. Vậy đâu có đủ đâu. Không có đủ. Không đủ đâu, đừng có lạc lòng vô đó. Thôi. Bà con ơi, bà con bây giờ bà con không có phiếu thì thông cảm cho bên chỗ phát đi. Chị có phiếu không? Yeah, bà con đi bán đi. Chứ giờ bên chỗ phát không có đủ cái phần quà nữa rồi. Rồi thôi đi bán đi con ha. Rồi rồi. Chị có phiếu không? Mình đòi phiếu nè Minh ơi. Rồi rồi rồi. Rồi, đây gửi con. Thông cảm con đi nha, đi bán đi, bà con đi bán đi, 25 đi bán đi. Chú có phiếu không? Không có phiếu thông cảm con nha, mình nhận được mình làm rồi, không thông cảm giùm con tại vì bữa nay có hai mặt nhã tâm con chỉ quay thôi chứ con không có phát nha. Đấy, đi, con ơi. Nè, hai cô nè, hai cô đi bán thông cảm, thông cảm con đi, đi bán con đây đi, đây đây anh đưa tôi. Dạ nè 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 rồi được rồi đó đúng rồi anh dạ rồi lên đây nhận con nha anh, thông cảm giùm con đi cô nha, rồi mình đi bán đi nha. Có chỗ này mới nhận. Ráng niệm Phật nha anh, ráng ăn chay nhiều ngày. Ai vô hàng thì mình mới có. Lớn tuổi ăn rồi, chay vô hàng giùm con đi ạ. Đây đây, đứng đây, đứng đây. Rồi chị ơi, khoan mấy chị có phiếu không? Có ai có phiếu thì vô hàng giùm con nha. Không có phiếu. Dạ không, không có phiếu thì không được. Chỉ có phiếu mới nhận được thôi. Rồi lên nhận cô này. Ráng ăn chay niệm Phật nha. Chú ra phía sau này chú. Cảm ơn trời Phật. Rồi quay người lại. Rồi cô ra quay người phía sau này cô. Rồi. Cảm ơn trời Phật nha anh. Con nghe. Ráng ăn chay nhiều nhiều nha anh. Dạ. Chị, ráng ăn chay nha chị. Dạ, ráng niệm A Di Đà. Niệm A Di Đà Phật. Dạ. Rồi bà con ai có phiếu lại đây con nha. Ráng niệm Phật nha. Dạ, vô hàng con, ráng con ráng vô phía sau chiếc xe lăn nha. A Di Đà Phật. Cảm ơn nhà tâm áo con nha. Ngoại ơi, ngoại. Cho mình giảm nghiệp. Chú nhận giùm ai vậy? Không có nhận giùm. Con không có giải quyết nhận giùm nha. Chú nhận có phần của chú thôi. Rồi chú lên đây đi. Đây này, đây này. Không mà ngoại này không có gửi được. Tại ngoại không có phiếu. Ngoại qua anh đây, ngoại ra ngồi con đi ngoại. Bữa nay không có phiếu, không có giải quyết được. Ngoại về nghỉ ngơi đi ngoại. Rồi chị vô hàng này mẹ. À cô vô hàng này cô. Dạ có phiếu không chú? Thôi không được, thông cảm đi bán đi chú ha. Thông cảm đi, bữa nay có phiếu mới nhận được. Dạ. Ráng ăn chay niệm Phật nha. Dạ vô hàng nha con. Ráng niệm A Di Đà Phật. Rồi. Rồi ráng ăn chay niệm cứ, Phật. Chú cứ phát theo cái hàng thẳng của con sắp xếp là được rồi. Xích lên. Rồi chị vô đây. Ráng ăn chay niệm Phật nha em. Chị vô đây nè chị. Ra phía sau này luôn nè chị. Ráng ăn chay được càng nhiều càng tốt. Ngoại ngoại mày con nói ngoại qua chỗ ngồi đi ngoại ha. Em ơi em chở ngoại về đi, bữa nay không có gửi được. Nay phần quà của nhà hảo tâm người ta phát rồi. Ráng niệm Phật nha anh. Ngoại thông cảm, ngoại. Em chắc mà ngoại về mánh coi để cho anh phát coi. Để cái đường nó chật như vậy. Niệm A Di Đà Phật. Rồi ráng niệm Phật nha con. Niệm A Di Đà Phật. Phát, tôi càng nhiều càng tốt. Vậy, anh dùm em vô hàng em. Rồi đi tới đi. Rồi chỉ xe lăn nè, phía sau nè. Mấy cô có phiếu. Vô hàng nè em con. Để đó em sắp phiếu cho. Đưa đây. Vô hàng con, đúng rồi. Rồi bà con cứ lên nhận nha. Dạ lên nhận đi chị. Cảm ơn nhà hảo tâm con nha. Cô áo nâu á nha. Dạ. Chị, con cảm ơn trời Phật nha con. Nào ráng niệm A Di Đà Phật nha. Giảm nghiệp sát. Cô đợi con cái, đợi xe lăn của chú ba. Thôi vậy cô lên đây. Ráng niệm A Di Đà Phật nha chị. Để chú ba kiếm cái phiếu ra. Ra phía sau nè con. Rồi. Rồi lên nhận nha. Cảm ơn nhà hảo tâm con nha. Cảm ơn cô áo nâu nha. Cảm ơn nhà hảo tâm nhiều con khi nhận quà nha. Dạ vô đây. Cô không có gì hết. Vô đây chị. Cảm ơn trời Phật.
Rồi, đây. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm nha, cảm ơn cô Áo Nâu á ha. Dạ. Nhà hảo tâm. Rồi cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Tôi cảm ơn nhà hảo tâm là thay mặt trời Phật làm. Chị ra phía sau thì chị. Ai ăn chay? Phải cô. Cô có phiếu ra ngoài cô. Cô không có phiếu ra ngoài, không có vô hàng được. Cô đi về con đi ha. Rồi rồi vô đây đi con. Rồi vô sắp hàng nha, rồi đi tới nha. Nhận quà nhớ cảm ơn cô Áo Nâu nha. Anh giải tán đi, bớt đi anh Nguyên. Dạ đúng rồi, cảm ơn trời Phật nha con. Ráng ăn chay nha. Bữa nay không phải con khóa của người ta, con chỉ hỗ trợ thôi, thành ra con không có quyết định được ha, thông cảm. Mình tụ tập. Dạ. Cảm ơn trời Phật. Bữa nay không phải của con khóa. Niệm A Di Đà nha. Nay hôm qua không phải của con. Dạ. Cảm ơn trời Phật. Thông cảm con, bữa nay không phải con phát cái phần quà của nhà hảo tâm người ta đủ hết rồi nha. Dạ. Thông cảm. Đúng rồi. Nếu mà con phát thì con mới quyết định được, con không phải của con. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Công đức của anh. Dạ dạ không có gì, nghỉ ngơi đi ngoại ha. Ăn chay nha, nhiều nhiều càng tốt. Dạ. Niệm Phật. Không không. Tốt nhất thì chị chở ngoại về đi, tại bữa nay là nó không có phiếu là không có nhận được. Ngoại ngoại. Lên 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 chú lên đây, chú lên đây. Rồi vô đây hàng, vô hàng con. Rồi, ráng dạ, ăn chay nha con. Thì mai về là Phật nha con. Rồi ai có phiếu mới vô đây con nha. Rồi, cảm ơn trời Phật. Rồi, cảm ơn cô. Nhận giùm mai. Rồi, cảm ơn con. Chị nhận của chị thôi, không có cho nhận giùm. Chị trả phiếu lại. Trời ơi, nghĩ sao mà đi một người kinh hai ba phần vậy? Không được, chị nhận của chị thôi. Rồi anh vô đây. Chị có phiếu không? Chị có cái phiếu đó trả cho người ta đi. Nè. Ừ thì chị trả cho người anh đi. Dạ rồi rồi ngoại. Đưa cho bà kia kìa, bà không lấy thôi. Rồi. Rồi về ráng đi niệm Phật nha con. Dạ, sắp thi sao luôn chú Hùng. Ráng niệm A Di Đà Phật. Đúng rồi, con mời bác đây nha. Rồi, mình đi từ từ tới ha. Rồi, để cho xe lăn trước. Nhân quà cảm ơn nhà hảo tâm con. Cho, chị cho là nó lại, trời ơi. Mì cũng cho nữa, mì là cũng là cái gì cho là lại lại à. Bỏ công lên đi rồi, di chuyển vô. Dạ, ra phía sau này đi cô. Tôi nói chị đừng có lòng lòng, giờ chót, hết cái đám mình rồi tính. Dạ, ra phía sau này con. Rồi, cảm ơn nhà hảo tâm dùng cái. Nhận quà nhớ cảm ơn cô. Hết cái đám này rồi mới tính. Chị cho vậy là nó lại nữa rồi, chị giải quyết. Đó là cô ba chủ tiệm cơm trao Lạc, nó hỗ trợ cho bà con. Không ai nói. Với mấy cái nhà hảo tâm khác. Nha. Cảm ơn. Giờ chót đi chị không nữa mà ơi. Con á, bây giờ mình đi về đi, bữa nay phần quà bà con ơi, cô ba nó không đủ rồi, mình đậu về á, tội nghiệp cô ba lắm, hồi con mang nó lại nó đủ cô ba nữa. Rồi rồi, giỏi quá, chúc mừng, chúc mừng. Rồi, rồi anh lên đây. Dạ. Dạ không được, dạ không lãnh giùm được, ủa sao không có cơm hả? Chú đây ơi, hộp cơm nữa chú đây ơi. Rồi lại đây. Kêu mà đi lưu mà không lấy. Rồi lên cảm ơn nhà hảo tâm con nha. Cảm ơn cô Áo Nâu á. Ha. Lên cảm ơn cô Áo Nâu. Rồi cảm ơn. Cảm ơn trời Phật. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Rồi cảm ơn cô Áo Nâu con nha. Niệm A Di Đà Phật. Cảm ơn trời Phật nha con. Đáng niệm A Di Đà. Dạ. Rồi cảm ơn trời Phật. Lên cảm ơn cô Áo Nâu con nha. Nhận quà cảm ơn cô Áo Nâu giùm em. Rồi ráng niệm A Di Đà Phật nha cưng. Rồi ráng ăn chay nhiều nhiều nha. Rồi đây luôn. Ráng niệm A Di Đà nha con. Anh đây. Xích lên. Rồi vô hàng con nha. Rồi, lên cảm ơn nhà hảo tâm nha. Nhận quà. Rồi, ráng ăn chay nha cưng. Niệm Phật, niệm A Di Đà Phật. Dạ. Không phép đi nha. Dạ, trả hàng cho em đi. Có phiếu không? Rồi, cô đây nè cô. Đây nè, phiếu đây nè. Quay người lại, chị quay người lại. Rồi, chạy đứng đó đi. Rồi, rồi mình đi lên đây. Đây, đây, đây. Lên đây. Rồi chú Tây ơi, bưng phần quà ra đây luôn đi chú Tây. Nha con, ráng ăn chay thêm nha. Rồi được, công thấy công lên. Không có phiếu giờ con không có giải quyết được tại vì nó hết cái phần quà, không có nhận giùm anh trả lại.
đậu đây con đậu hết vô. Rồi cầm cơm nha. Rồi tới luôn. Rồi, dọn xuống. Ờ, đúng rồi, cảm ơn nha. Rồi tới không rồi. Rồi. Trời không ngã, không ai đụng. Không ngã. Con phiếu không? Sắp đây. Con phiếu sắp đây. Đứng sắp dài giùm em đi. Quay người lại. Dạ, quay người lại em. Rồi, chị lên đây luôn đi. Chị lên. Rồi, lên nhận quà em nha. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm nha. Cái cô áo nâu á ha. Cô nâu nha. Chú nhận của chú thôi. Chú trả lại giùm con. Chú trả lại cái người đó. Cái người ở đâu? Bây giờ chú lên nhận của chú trước đi. Rồi. Ráng ăn chay, ráng niệm Phật. Rồi, ba con qua đây. Dạ, cái đây, cái đây. Chú ơi, thông cảm con đi nha. Rồi, ráng ăn chay, niệm Phật Di Đà nha con. Không được. Về nhỉ đi chú, không được. Cái đây cô cái đây. Được hiểu con. Rồi, đứng sắp hàng. Rồi, ráng ăn chay, niệm Phật nha. Niệm Ai Di Đà Phật. Không lấy giùm anh. Rồi, em nhẫn của anh thôi. Rồi lên đây em. Anh trả lại cái phiếu cho cái người đó đi ha. Kêu người đó lại lãnh ha. Chú về đi, bữa nay không gửi được. Ráng ăn chay niệm Phật nha con. Rồi, ráng ăn chay niệm Phật. Anh trả cái phiếu lại cho cái người đó. Niệm Ai Di Đà Phật. Cảm ơn trời Phật. Rồi. Lên đây. Rồi, ráng ăn chay niệm Phật nha con. Lên đây. Không có giùm gì hết trơn á, có phiếu thì mình nhận thôi ha. Rồi chị lên đây đi chị. Con nói chú về đi. Ráng chay niệm Phật. Bữa nay không có gửi được. Niệm Ai Di Đà Phật. Cảm ơn trời Phật. Rồi chú đến sau lưng này chú. Rồi bảo Phật. Rồi ráng chay niệm Phật nha con. Bà dạy. Cảm ơn trời Phật. Dẫn giùm ta. Bà để hỏi cô ba cái. Cho cô ba cái phiếu này của cô ba mà nhận giùm cô ba giải quyết không? Có phiếu thì được. Giải quyết không? Rồi hai chú đây ơi. Dạ. Tại vì của cô ba đưa thì con phải hỏi ý mới được. Ráng chay niệm Phật nha. Dạ. Đây cái nữa. Rồi. Dạ rồi. Rồi con mời lên đây nha. Cảm ơn cô ba con nha. Dạ. Dạ ra phía sau này đi. Rồi cô ra phía sau này con. Rồi, đúng rồi. Ơi. Cái phiếu đâu? Có phiếu không? Có phiếu rồi. Đậu xe múc bên kia chị qua đây sắp hàng. Dạ, đứng phía sau đây em con mà. Rồi, ráng ăn chay niệm Phật nha anh. Niệm Ai Di Đà Phật. Cảm ơn cô áo nâu con nghe. Dạ. Nữ. Tấm lòng của nhà. Cứu bộ giùm đi. Cô áo nâu á. Dạ, cô ba đó. Cảm ơn trời Phật. Tiệm cơm chay. Không có là gì hết á, là công cụ của trời Phật. Con ráng ăn chay niệm Phật nha con. Niệm Ai Di Đà Phật. Cảm ơn trời Phật. Được rồi, không vướng đâu. Trả tới đi. Tới đi. Rồi đây. Chị cảm ơn trời Phật nha. Ráng ăn chay thêm nhiều nha. Đó, cô ba đó. Em ăn tháp 4 ngày. Ăn thêm 10 ngày, 15 ngày. Ăn càng nhiều càng tốt. Ăn chay có sức khỏe. Niệm Ai Di Đà Phật nha. Cảm ơn trời Phật. Bao nhiêu số rồi cô bà thấy ghi số rồi cô bà đưa đi. Cảm ơn trời Phật. Chú qua đây nè, chú qua đây nè. Ráng niệm Ai Di Đà nha. Rồi. Rồi đứng phía sau này con, quay người lại. Chuyện ra mình đi. Nè, bưng cái rổ đưa mình đi. Không có dướng đâu, rồi ok, rồi ổn. Cô có phiếu không? Rồi, để xuống. Rồi đứng cảm ơn chị. Rồi, lên. Anh Tính ơi. Lên đi anh Tính. Nó chạy qua được rồi. Rồi tự bên đó nó kẹt nó. Chỗ mình phát mà nó qua là coi như là không phải tại mình. Ráng niệm Ai Di Đà nha. Chị, ráng niệm Ai Di Đà Phật nha. Ráng ăn chay thêm nha. Ráng ăn chay thêm nha cưng. Niệm Ai Di Đà Phật. Dạ đứng phía sau này con, quay người lại. Rồi. Ráng niệm Ai Di Đà Phật nha. Ráng niệm Ai Di Đà Phật. Sao ngoài em đi bán đi. Rồi, ráng niệm Ai Di Đà Phật. Rồi nhận phần quà rồi thôi. Ráng ăn chay nha. Rồi, đi bán đi ngoài. Để cho nó trống chỗ, người đỡ người. Rồi qua đây, Rồi, quay người đây. Ráng ăn chay nha con, ráng niệm Ai Di Đà Phật nha con. Rồi lên đây chị, lên đây. Sắp hàng, vô một hàng thôi. Vô một hàng thôi con. Ông ơi, ông chạy đường sau, ông lên. Rồi, lên cảm ơn nhà hảo tâm nha. Rồi lên nhận. Rồi, cảm ơn nhà hảo tâm giùm cái. Cảm ơn trời Phật. Ráng ăn chay nha.
Rồi ráng cảm ơn trời Phật nha con. Đi về cho biết nhiêu rồi, quýnh một cái đi vậy. Ráng cảm ơn trời Phật nha con. Rồi ông bà nó có đó. Ráng niệm A Di Đà nha. Rồi lên cảm ơn nhà hảo tâm con nha. Rồi anh trả lên luôn, ngoại đi không được trả lên luôn. Anh có không? Dạ đây. Lãnh lại rồi phải không? Ráng ăn chay thêm. Không lãnh giùm. Nói kẹt không chuyện rồi. Không lãnh giùm được. Mày lãnh giùm ai? Rồi tới luôn đi. Cháu. Cháu sao không kêu gà? Nó đi được mà không kêu gà. Nó không gà thôi. Một phần thôi chú Tây ơi. Sao không lấy phiếu lại? Chú ra ngoài đi. Bữa nay là có phiếu mới phát. Ra ngoài. Không 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 không. Không cho lãnh giùm. Rồi tới. Là sao? Cứ đưa một, cô cứ đưa một phần thôi, còn ngoài ra chuyện khác để con giải quyết. Còn cái kia là nhận dụng. Cô đừng có quan tâm với vấn đề đó. Cô chỉ vấn đề quan tâm phát đó thôi. Đứng đứng sắp hàng phía sau tìm con. Dạ không được, hết bài cô. Có phiếu con mới gửi được. Chị xích vô. Chú có phiếu không? Chính quyền người ta lại. Phiếu con gửi không được. Rồi thôi về đi nha chú. Về về cũng không cần. Con ráng ăn chay nha con. Chị xích vô chị. À, không, không. Đứng ngoài đường người ta la. Mà hốt người ta không cho không, phát không, không, nữa. Được, không được. Rồi cảm ơn trời Phật, ráng ăn chay. Rồi, tóm lại là phiếu phiếu ngoại đâu? Tám đâu. Rồi chú chạy lên đây luôn. Phiếu người đi, để đứng nhẹ mai mốt. Đây là con dê chú nè, con dê chú nè. Rồi. Rồi lên đi, một phần. Một cho bà ngoại phía sau này chú Tây ơi. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Rồi ông Tâm gửi luôn. Rồi tới luôn. Nè chị cái phiếu gì đâu? Qua đây. Cái phiếu qua đây. Rồi quay người lại, quay người lại. Quay người lại. Rồi lên nè, quay người lại nè. Rồi ok, rồi. Lên đi chú Tây ơi, gửi quà chú Tây ơi. Rồi đứng yên đây. Rồi chú ra phía sau. Rồi lên đây chị, bước lên. Lên lên. Rồi lên nhận nha. Cảm ơn nhà tâm con nha. Ráng ăn chay. Niệm A Di Đà. Cái phiếu ngoài đâu? Mời kiếm kỹ ra đi nha. Ráng ăn chay nha, ăn niệm A Di Đà Phật. Bà con lên lại đi, bà con ơi, lên lại đi. Dạ, quay người lại, quay người lại. Rồi, đúng rồi. Cô qua đây, cô qua đây, cô qua đây, cô qua đây. Lên là phát cho biết bao nhiêu mà chỗ nào phát cũng có cái gì hết trơn á. Chết luôn á. Rồi bà con ai có phiếu lại đây con nha. Rồi cô lại đây cô. Rồi niệm A Di Đà Phật. Dạ sắp hàng phía sau con. Quay người lại. Dạ, rồi cô ra phía sau này đi. Dạ, để cho nó trống nè. Rồi. Nhận cảm ơn nhà hảo tâm con nha. Đứng yên, đi theo hàng lên nhận. Khoan chú có phiếu không? Rồi. Rồi chú có phiếu không? Chú ra ngoài đi, chú về đi chú ha, thông cảm nha. Bữa nay có phiếu không? Dạ dạ. Tôi không có nghĩ gì. Không có phiếu không được, chú chở ngoại về đi. Bữa nay không có phiếu là không có nhận được. Về em con đi. Dạ. Rồi. Rồi, về vô đây em con. Bà lão luôn. Không được, chị trả phiếu lại cho bà lão đi. Rồi, cảm ơn trời Phật nha anh. Dạ, anh ráng niệm Phật nha anh. Con nói ngoại đi về em con đi. Rồi thì ngoại muốn đi đó thì ngoại đi đi. Tùy ngoại. Vô chút xíu. Anh có phiếu phải không? Cô ơi, cô đi vô thì cô ra mấy ngoại vô. Không, vô trong đây. Cảm ơn trời Phật nha anh. Khoan, từ từ đợi con chút. Chú lên đây trước đi chú. Chú. Cảm ơn trời Phật nha con. Rồi. Đi ra phía sau nè. Rồi. Cảm ơn trời Phật, ráng ăn chay nha con. Rồi có phiếu hả ngoài ha? Dạ. Rồi năm mới sức khỏe nha ngoài. Rồi cảm ơn trời Phật nha con, ráng ăn chay nha con. Phiếu quý bác đâu? Chú đâu? Phiếu chú đâu đưa con đây. Cảm ơn trời Phật nha con, ráng niệm A Di Đà nha con. Giấy trắng hả? Đâu? Giấy đâu? Rồi. Rồi. Cảm ơn trời Phật nha chị. Rồi. Khoan, cố đâu vậy? Đi đi đi. Rồi. Rồi vô hàng em con đi. Cảm ơn mấy cô với mấy chú. Cảm ơn trời Phật. Dạ, cảm ơn. Chị ráng niệm Phật nha chị, lớn tuổi ráng niệm Phật. Rồi đứng phía sau này. Chay càng nhiều càng tốt. Càng đỡ nghiệp sát. Không làm gì ác nhưng mà ăn chay ăn mặn là ác rồi. Ăn mặn là sát sanh rồi. Là nó không làm ác nữa. Rồi phía sau, đứng phía sau này mềm.
Dạ rồi, rồi, chúc mày sức khỏe mày ơi. Dạ. Rồi anh ráng ăn chay. Cô ơi không có phiếu không vô được. Cô ra ngoài đi ha. Ráng niệm Phật nha, bệnh nè, ráng niệm Phật nha. Rồi tới luôn. Rồi tới luôn. Để sẽ tới đi cô, thôi nó bị dính cái xe nữa. Rồi. Phải phải chị đưa đưa phiếu. Đưa qua đây. Nè. Đưa cơm qua đây. Nãy nói chị không cho lại dùng. Chị chị đưa về nhà không được. Đưa cho bà ngoại đó. Hết cơm rồi. Hết cơm rồi thôi, sao có hoài vậy? Sao nó hết rồi thôi mà. Cứ hát đi. À. Rồi, còn nữa cứ hát. Chị bởi, nó nãy chị nữ nó hết. Không có nói chờ nó. Nè con. Dạ rồi rồi. Kiểu này bà nữ thua rồi. Rồi ai có phiếu vô đây em con nha, ai có phiếu nha. Đã tôi nói để giờ chót. Dạ giờ không chót, có phiếu còn gửi không được. Cho. Không có cho ở đây ha, nó dạ. Khỏi chặt lộ luôn. Đó. Nó để giờ chót mà không chịu nghe tôi. Có phiếu rồi đó, bà lại gọi. Để giờ chót là sao? Để giờ chót mình cho hết như này rồi, ai lại con phiếu mình cho. Đây ơi. Chưa đây. Tại vì chị cho, anh cho nó mới định mới lại, còn anh không cho nó không có lại. Rồi. Ngoài như đây đi. Tại cho hoài nó đúng hoài. Vô hàng giùm con, vô hàng giùm con. Vô hàng giùm con. Ngoại này bà không thấy đường nè cô. Vậy hả, vậy hả? Ai dẫn bà? Ở chỗ đây ơi, gửi cho ngoại đi chỗ đây rồi. Bà không thấy đường. Cô vô, cô vô đây, vô hàng con. Bà qua đâu? Đi tới đi, cho bà đi tới. Que dưới nè, hai phần. Hai phần đâu? Chứ đưa con cái này nè. Rồi rồi rồi, rồi. Chú đưa cái giấy cơm chai ông lại phải không? Cô có phiếu không? Ráng ăn chay niệm Phật nha. Có phiếu lãnh rồi mà chưa có hộp cơm. Rồi, lãnh hộp cơm. Rồi, rồi ok. Cái này hai cô ơi, cái này hai. Hai phần. Hai phần rồi, hai phần. Hai phần sao đi nổi? Nổi con có xe mà. Rồi bỏ luôn. Hai hộp cơm luôn. Hai hộp cơm luôn. Bỏ lên trên. Cô. Không lãnh giùm. Nhận một mình cô thôi. Rồi rồi. Cô ơi, cô qua đây nè cô, ra phía sau nè. Thôi đứng ra đi, cô đậu luôn đi. Rồi cô ra phía sau nè con. Rồi vô hàng con. Rồi vô hàng giùm con. Rồi đưa cho. Nè, rồi, tới rồi đi. Cô đứng phía sau này nha. Rồi. Rồi cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Dạ. Rồi cô lên nhận luôn đi. Khỏi khỏi khỏi. Rồi cảm ơn trời Phật nha con. Rồi ai ráng ăn chay nha con. Dạ 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 cảm ơn cô. Cô Hạnh quay lên lo quay phát đi. Ráng chay niệm Phật nha con. Ráng chay niệm Phật nha con. Dạ. Em đậu xe em lên đó em vô đây em sắp hàng cho. Ráng chay niệm Phật nha. Rồi tới giùm con coi. Đây anh ơi. Rồi ráng chay niệm Phật nha anh. Rồi quay người lại em. Rồi ok. Rồi chú đứng phía sau này nghe. Ráng ăn chay niệm Phật nha con. Anh đậu, đậu xe sát vô, sát vô. Không nè, đậu xe lên trên đi, có phiếu không? Đậu xe múc lên trên đi rồi qua lãnh. Lấy rồi hả? Đây anh qua đây nè, anh ra phía sau nè. Rồi quay người lại anh, quay người lại. Rồi đúng rồi. Rồi cô đứng đây nè cô. Dạ dạ rồi. Rồi nhận cảm ơn nhà Hảo Tâm con nha. Rồi dắt xe luôn đi. Rồi nè chú dắt phía sau đây nè. Phía sau cô này. Đây rồi. Còn phải không? Dạ không cảm có phiếu con mới gửi. Dạ đúng rồi đúng rồi. Bỏ đâu? Đứng phía sau này. Tôi bỏ dưới đâu, ở đâu bỏ. Vậy là tôi lo ngu không có để theo yêu cầu con đâu. Dạ ra phía sau này con. Cô ra phía sau này con. Rồi chào con, chào con. Dạ. Rồi lên con. Rồi lên đây chị. Rồi hết cơm rồi nha. Rồi rồi. Dạ đưa chìa khóa, đưa phiếu em. Rồi bà con cứ lên nha. Từ từ. Phiếu lấy phiếu chưa? Rồi 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 vô hàng hết là có hết rồi. Chú có phiếu không? Rồi chạy chú lên, chú dắt bộ lên đây luôn đi chú, đừng chạy xe chạy mới đụng ta đó. Dắt bộ lên chú, đẩy từ từ lên. Lên đây luôn đi chú, lên đây luôn. Rồi chú tay ơi, gửi luôn chú tay ơi.
Dạ không thông cảm, không có phiếu không có gửi được. Dạ. Không có phiếu, không có phát. Vô hàng con. Có phiếu không? Đưa đây. Cô ơi, cô ra phía sau đi cô. Rồi thôi. Đưa ra bãi. Cô ra đây. Rồi thôi nhận luôn. Rồi. Okay. Dạ. Dạ, rồi năm mới vui vẻ. Ráng ăn chay nha anh. Dạ ráng ăn chay niệm A Di Đà Phật. Dạ. Cô có phiếu phải không? Rồi, dắt xe lên luôn con, dắt xe lên luôn. Rồi, lên đây luôn con. Chú có phiếu không? Ráng niệm nha, Di Đà Phật nha con. Tắt máy xe đi chú, dắt bộ lên đây ha. Cảm ơn trời Phật. Đi từ từ lên để cho nó không có bị nguy hiểm. Rồi, lên luôn chú. Cho chú ra phía sau, phía sau. Rồi, lên đây chú. Có, cứ vô hàng là gửi con. Chai niệm Phật. Niệm ơn Di Đà Phật, cảm ơn trời Phật. Tôi không có gì hết á. Đó ăn chay nha con. Niệm ơn Di Đà Phật nha con. Dạ dạ dạ, con chào ngoại. Hết rồi, hết rồi. Giải lao đi, giải lao đi. Rồi giải tán chống lỏng luôn rồi. Phải vậy mới được. Cô có phiếu ha. Rồi. Vô hàng đây con. Nè, cô ơi, cô. Rồi, quay người lại cô nè, quay người nè, lại. Cho một phần. Rồi. Đây. Đây quay người lại. Ráng ăn chay nha, lớn tuổi rồi ráng ăn chay, niệm A Di Đà Phật, biết niệm A Di Đà Phật không? Niệm mỗi ngày nha. Ok, rồi đi. Rồi chúc mọi sức khỏe năm mới. Rồi đổ bao gạo đó ra luôn đi. Rồi. Ráng ăn chay nha cưng. Niệm A Di Đà Phật. Tính đi con. Tính đi con. Rồi. Rồi, vui vẻ nghe con. Không có phiếu không lãnh được anh ơi, thông cảm nha. Tại này cũng niệm được, niệm chúa. Đặng kiếp sau mình được tốt. Dạ qua đây con. Dạ. Chị này không rồi, có lên, phiếu. Lên đi. Dạ có con nhận rồi. Nhận rồi hả? Dạ lên đi ạ. Dạ, cứ vô hàng con thôi. Dạ. Niệm A Di Đà Phật nha chị. Cảm ơn trời Phật. Rồi, có phiếu lại đây cô ơi. Lại đây cô. Dạ. Rồi, chúc cô năm mới gì vậy? Cô lấy cái phiếu qua đây cô. Rồi, chào mày. Cảm ơn trời Phật nha anh. Dạ, đúng rồi, cảm ơn anh. Dạ, ráng niệm Phật. Rồi, con mời mày. Rồi, con mời mày lên nhận nha. Rồi, chúc mày năm mới sức khỏe. Lên luôn cô, dắt xe lên luôn cô. Lên đây. Cô đi phía sau ngoài này. Đừng có mở máng nha. Ráng niệm Phật nha chị. Niệm Phật. Cho nó an toàn. Dạ. Rồi, chúc mày năm mới sức khỏe. Dạ. Rồi lên đây ráng ăn chay nha. Ráng ăn chay nha chị, ráng ăn chay niệm Phật. A Di Đà. Nhưng mà phải đúng rồi. Đi chùa nhưng mà phải ráng ăn chay. Rồi tới giùm con. Đi chùa mà ăn mặn cũng như không à. Của cô thôi. Rồi tới luôn. Đâu có không cho nhận giùm. Dạ, rồi lên đây nhận con. Rồi chị ơi. Ráng ăn chay nha con. Rồi người đó trả phiếu lại cho người đó đi, không có nhận giùm. Dạ, đi chùa đi không được. Không được cô ơi, không được. Có chị, mẹo lại cho đây chị. Cái này không phải của em phát thành ra. Dạ. Thành ra là em không có quyền quyết định. Dạ. Đúng rồi, chị đưa đi, nhanh tranh thủ lên nha. Rồi mấy cô không có phiếu, không có phiếu về đi, chứ không có ấy rồi. Rồi tới đây luôn đi cô. Còn biết cô qua mà. Bởi vì không phải đi. Không phải khi không mà tự nhiên ta về đâu, con hiểu lắm mà. Bởi vậy. Rồi qua đây nha cô ơi. Dạ. Trời ơi. Chú Tây ơi. Cái này nhận giùm ai mà tới. Cô Ba nhận giùm ai tới 4 phần rồi nha. 4 phần rồi nha. Rồi. Dạ rồi. Rồi mình nhận tấm lòng của nhà hảo tâm con nha. Rồi chú có phiếu không? Đó ăn chay. Dạ. Rồi. Dạ không được. Bữa nay chỉ có phiếu con mới gửi được.
Dạ dắt xe lên con luôn. Dắt xe lên nhận. Dắt xe lên nhận giùm con luôn. Anh Tính ơi, một phần ở đây anh ơi. Dạ ra ra sau này nè bác. Rồi. Dạ, nha anh. Dạ ra phía sau này con. Rồi chúc bác sức khỏe nha. Cảm ơn rồi. Vui vẻ cùng gia đình. Dạ. Mình có phiếu không ạ? Rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Bây giờ chú chạy chiếc xe ra ngoài em con đi ha. Khoan từ từ. Đi đâu anh đi? Dạ phiếu đâu? Cô con hả? Rồi rồi. Dạ rồi. Rồi đây. Rồi tới luôn anh. Chú ra phía sau rồi bác. Rồi bác đứng đây nè bác. Ráng chai niệm Phật, bình phải không? Rồi bác đứng đây. Niệm Phật nhiều, càng tốt. Ai di đà Phật, niệm tiếp niệm hết bình. Chị ơi. Ông này đến giường hả? Rồi rồi, xe ôm chú dạ tới đây luôn. Cảm ơn trời Phật. Rồi qua đây nè chú. Rồi chú lên nhận con nha. Chú nè. Rồi. Ráng ăn chay nha anh. Ráng niệm A Di Đà ha. Chú nhận giùm ai vậy? Dạ. Tháng 12 ngày đó. Dạ, rồi 15 ngày đi. Ha. Mấy cái phiếu của cô ba nhận giùm là mình sẽ theo ý nguyện của ba là giải quyết nhận giùm nha. Dạ. Đi đứng nằm ngồi. Hai chú tay ơi. Rồi chú cầm một phần trước nha. Rồi. Mấy phần? Chú không có phiếu rồi con không gửi được, không cảm con chị ra phía sau chị. Rồi niệm A Di Đà Phật nha. Cảm ơn trời Phật. Anh dắt xe lên cảm luôn đi. Sao chị này nè. Đừng cảm ơn bà. Có dạy lên đi ạ. Rồi dắt xe sau này luôn nha. Tôi nói đừng cảm ơn chị. Đá chân chống lên đây nè. Đừng nổ máy nha. Giao cho ông Phật đi. Dạ cô đứng phía sau này đi con. Rồi tới luôn. Bốn phần đó. Ráng ăn chay nha con. Rồi bẻ lái qua đây luôn. Dạ rồi cô đứng đây em con. Ráng ăn chay niệm Phật nha con. Bốn bao đủ rồi đó. Cô ra phía sau này cô. Dạ rồi mình lên nhận cô. Rồi ráng niệm Phật nha cưng. Dạ rồi lên nhận nha. Cảm ơn trời Phật. Ăn chay nhiều nhiều nha. Ăn thêm. Rồi đúng rồi. Rồi ráng ăn chay niệm Phật nha con. Về đi. Đứng đó làm gì nữa. Anh á. Lúc nào cũng vậy chân nha. Cô có phiếu không cô? Thông cảm con đi, bữa nay có phiếu con mới gửi được nha. Bây giờ con cũng không biết nữa. Dạ không có cho giùm được. Dạ. Có phiếu mới nhận được. Dạ. Chú có phiếu không? Không có phiếu về nữa chú ơi. Không có phiếu không cho. Chú có phiếu không? Dạ không được chú thông cảm con. Yeah. Không được chú. Rồi chú cầm phiếu qua đây em con. Rồi quay người lại em con, quay người lại. Về ráng ăn chay. Rồi kính ra anh, kính ra anh. Ráng niệm A Di Đà. Khoan ăn cơm cái gì em? Ăn cơm. Ăn chay càng nhiều. Qua đây. Chú tay ơi, sắp xếp chỗ xe vô mua đồ. Đây là cô chú anh chị nè, đây là một trong những cái hai anh chị mà rất là thấy thương luôn. Chị là không thấy đường á, mà anh mỗi lần mấy số á là anh dắt chị đi từng bàn á. Rất là đáng thương. Giờ phiếu đâu anh? Ráng ăn chay con, ráng ăn chay niệm Phật. Dạ. Rồi chúc chị gia đình năm mới vui vẻ là... hai phần nha, thêm phần nữa. Con biết là cũng có cái vấn đề gì được không? Dạ. Ăn niệm Phật cho dài cho đỡ nghiệp sát nha con, cho đỡ nghiệp nha. Dạ. Hai vợ chồng hết nha. Nè. Nha con. Tối nằm ngủ là niệm A Di Đà Phật. Chỉ là chị không thấy đường mà ảnh là nói chung hai chồng rất là tình cảm luôn. Sau mình sẽ được tốt hơn con nha. Dạ không được. Cái này là hai phần thôi phần nha. Mình ngồi xuống nè, té nè. Chú qua đây. Qua đây. Rồi đi đi con. Thường lắm. Mắt của chị ấy là thường lắm. Cho niệm Phật. Rồi nó mới vui vẻ chị, nó mới vui vẻ. Rồi chú qua phía sau này chú, ra phía sau này. Rồi. Cô ra phía sau. Rồi cô ra phía sau. Rồi đó. Rồi đúng rồi. Đó vô hàng. Ủa bên đây được mời luôn thấy không? Quá chị dữ dằn luôn rồi. Dạ vô đây luôn. Vô hàng trời. Trời ơi sắn lên đầu người ta đứng phía sau này. Quay người lại. Rồi. Dạ. Không được cô ơi. Nay con không có phát mà lại cô ba phát, con chỉ hỗ trợ quay thôi.
chứ bên nào con phát con mới quyết định được. Cô ba chứ. Cô ba dùng ba, dùng ba tên đi. Cảm ơn cô ba, là cô ba mệt nha cô ba. Chiếc này của người nhà, của người nhà bên đây. Chiếc đó không biết của ai luôn. Cô, qua đây nè cô. Hai, hai anh Tính ơi. Không có phiếu không được cô ơi, thông cảm con. Coi để nhận phần nữa, để nhận phần. Anh đi đi anh. Dạ không có phiếu là hả? Tới lên con. Con không có, con đi với phụ thôi. Dạ con không có gì hết á, phụ. Một phải không? Anh này một. Dắt xe tới luôn chú, dắt xe tới luôn. Thôi chị này chưa đi được rồi. Thôi chú chạy qua, chú chạy qua nó đi. Xếp cái vỏ vô. Ông Lạc phát cho chú Minh. Xếp cái vỏ vô. Đừng ra, anh muốn bỏ là bỏ. Khoan 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 cô ơi, cô đi ăn cơm chay hay gì? Cô ăn cơm chay hay gì? Rồi trời, cảm ơn trời Phật. Nhận quà, tài xe quanh kia con đi rồi đi bộ bên đây. Nó bị cản, cản cái đường nhận. Rồi dắt nghe, dắt nha. Không không, cô dắt con đi, con đứng bên đây nó hơi hơi chém. Rồi được 2, 4 à. Rồi có đúng rồi. Rồi rồi, chào anh. Anh có phiếu không? Tắt máy xe đi, dắt từ từ lên. Chú Tây ơi. Một. Đúng rồi. Đã ăn chay nha con. Rồi quay người lại cô ha, quay người lại. Đã ăn chay niệm Phật nha con. Rồi một luôn chú Tây ơi. Cô có phiếu không? Cô đậu xe. Ô, không, cô dắt xe liền luôn. Chưa có phiếu không? Cảm ơn nha. Cảm ơn trời Phật. Rồi. Rồi lên nhận con luôn. Đã ăn chay nha con. Ăn chay niệm Phật. Cô ơi. Cô ăn chay hả? Cô đi đâu? Hả? Gặp chị ba. Gặp chị ba. Cô vô đi, cô vô đi. Chị ba ơi. Em nè. Rồi đứng đi phía sau này luôn chú. Chị ba thôi à. Chị ba chứ gặp gặp chị hai là không giải quyết. Dạ bà con đứng đây nè, bà con đứng đây nè, đứng đây nè. Đứng đây nè. Đứng rồi, quay người lại, quay người lại, quay người lại. Vậy có phiếu không? Rồi chú vô đây chú. Rồi. Rồi có rồi, có rồi, có rồi. Phật nha. Rồi, dạ. Cảm ơn. Rồi chúc bà con vui vẻ nha với phần quà sưng nha. Cảm ơn trời Phật đi. Rồi. Dạ dạ. Rồi đây chị khai bao. Khai bao là 10 kg á. Đó ăn chay niệm Phật nha con. Rồi, luôn. Dạ dạ dạ. Rồi chúc bà con ngon miệng với tấm lòng của nhà hảo tâm. Ăn chay niệm Phật nha. Dạ dạ. Ok. Chị vô ăn chay hay gì? Rồi rồi rồi, cảm ơn. Cái gần xong. Rồi quay người lại nhận con nha. Cảm ơn con gái. Cho chị. Hai bịch gạo. Rồi mở đồ. Này con biết ăn thua nhà hảo tâm thôi. Tại hôm nay không phải của con. Con đâu có quyết định được đâu. Trời ơi mày thông cảm đi, cái này không phải quà của con, hình như con không có quyết định được. Nhà hảo tâm người ta quyết định. Dạ không được. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi cô ba? 9 giờ rồi đó, mười giờ. Trời mới 9, 10 à, hẹn ra 9 giờ rồi đâu có được. Chú có phiếu hay gì? Anh đi mua đồ. À đi mua đồ rồi, là đâu đây đi chú. Cô thông cảm đi bán đi cô. Chứ giờ không phải của con thì con không quyết định được. Rồi nhận con nha. Dạ. Rồi chị qua đây nè chị. Dạ. Chú này chú Tây ơi, chú áo hồng. Chú Tây ơi, chú áo hồng nha. Rồi cô áo bông luôn, lên đây cô, lên đây cô. Rồi đứng đây cô. Rồi cô áo bông. Thông cảm mọi ơi, không phải quyền quyết định của con không có quyền quyết định. Rồi phía sau lưng. Rồi lên đây đi chị.
ngoài muốn gì đó thì ngoài gặp cô ba đi ha. Rồi ngoài ngoài gì. Rồi chỗ này luôn chú Tây ơi. Hả sơ mi. Một hả? Cô có phiếu không? Bưng ra luôn chú Tây ơi. Cái đó cái này đi lãnh giùm. Chú Tây bưng ra đây con. Khoan khoan cô đựng đậu xe đây tại chỗ con đang phát. Để con dắt xe cho. Một hả? Chú đợi chút. Rồi gửi chỗ này đi chú Tây ơi. Dạ không, không phiếu không có nhận được ạ. Dạ không. Chú áo trắng trước rồi chú Tây ơi. Rồi năm mới vui vẻ. Dạ. Rồi cô bác áo đỏ luôn. Dạ. Chị ơi qua đây được phiếu này nè. Rồi rồi qua đây nè cô. Rồi được phiếu con quay người lại ha. Rồi. Anh Tính ơi, một phần anh Tính thôi. Dắt chiếc xe này. Xe của chị phải không? Chứ... xong rồi hả? Dạ rồi, đủ rồi đó chị. Dạ. Rồi cho con xin cái phiếu nha. Rồi qua đây luôn cô ơi, chú Tây ơi. Dạ. Rồi năm mới chúc cô vui vẻ gia đình nha. Thông cảm em đi ha, đợt này không được. Có phiếu mới được. Không cái bao của tiệm. Dạ không được luôn chị ơi. Dạ. Dạ hết chưa? Chưa. Chìa khóa phía sau á. Không phải chú ơi. Cái này nô dép không có. Đi ra bảo vệ tiếp đi. Hồi nãy nó hỏi con là chú biết tôi tên gì không? Dạ lớn tuổi quá rồi. Rồi qua đây nè cô ơi. Rồi quay người lại nha cô. Rồi nhận giùm con nha. Rồi thăm mới vui vẻ. Dạ. Chú có phiếu không? Rồi, chú quay người lại. Rồi cho con xin phiếu. Ra luôn chú Tây ơi. Rồi chúc chú năm mới vui vẻ cùng gia đình. Rồi tới luôn. Rồi lên nhận giùm con. Dạ rồi lên đây con. Lên cô lên nhận cái phần đó, cái phần của cô này. Dạ rồi chào mọi người. Áo xanh nè chú Tây ơi. Rồi dắt xe lên luôn đi chị, dắt xe lên luôn. Dắt xe lên luôn nè, lên đây nhận luôn. Vắng rồi thì em cho dắt xe chứ mà đông này mắc xếp hàng á. Dạ. Rồi cô có tím luôn chú Tây ơi. Dạ quay người lại em con nè. Rồi vô ăn cơm, đậu đậu xe trên đó đi. Đậu xe bên đây, đậu xe bên đây. Dạ, đứng đây con nè. Dạ. Rồi tới cô này luôn chú Tây ơi. Dạ.
con chịu thôi chứ cô gặp cô ba rồi cô ba giải quyết sao chứ giờ con đâu có giải quyết được nha. Cô ba cho tiền cô rồi cô đi bán đi rồi thì được rồi. Trời ơi. Chú có phiếu không? Dạ nay không gửi được ha. Dạ. Cô ăn cơm hay nhận quà? À rồi, rồi giao đi cô. Vô ăn cơm hay gì? Giờ vô ăn cơm, hình như báo phá cổ xe rồi đó. Ngoài có phiếu không? Cô ba ơi, cô ba, bà ngoại này từ nào giờ không thấy. Chắc hỗ trợ nha, nha nha cô ba. Rồi chú Tây, gửi phần đi ngoại này giờ không thấy luôn, ngoại ở đâu lận? Phường 8 hả? Dạ. Bà quay bán ở khúc nào? Bán ở chợ Phường 8 không mà. Chợ Phường 8 là chợ Dược Lũ chú hả? Chú Quỳnh chú cho gạo bà không gặp mặt chú lần nào chú. Dạ dạ đây dạ đây. Đây là tấm lòng của cô ba nha. Dạ hỗ trợ cho ngoại nha. Cảm ơn. Rồi chúc ngoại năm mới sức khỏe. Ngoại này là không có thấy. Dạ. Chúc đầu năm mới nhiều may mắn. Dạ cảm ơn ngoại. Tại ngoại thì nào bây giờ con không có gửi. Nhà này con ưu tiên đó. Dạ. Xin nhã tâm để ưu tiên nha. Cậu Minh mà không biết mặt cậu Minh. Dạ. Cô có phiếu không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chú Tây ơi. Cho cô nón lá này chú Tây ơi. Mà lại hơi trễ ha. Rồi lên nhận cho mày. Đây 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 để chú ba nhận luôn đi. Đâu cái phiếu, đâu cái phiếu, đâu đưa con. Quay người lại con. Rồi vô nhận con. Rồi vô vô nhận luôn chú. Rồi rồi. Chị có phiếu không? Lãnh rồi, lãnh rồi. Lãnh rồi. Rồi qua nhận của cô nha. Chị có phiếu không? Rồi. Ủa chú bán đây không mà chú không có xin phiếu của cô ba được hả? Không. Bây giờ hiện tại là chưa có phát được. Dạ. À, anh đang quay, anh đang phát. Dạ vô này luôn con. Dạ. Chú thì sao con này? Dạ thông cảm. Kiếm em cũng không có đâu. Tại vì bữa nay cô ba phát chứ đâu phải em phát đâu lấy gì có. Đây đây là phần quà của cô ba phát. Dạ. Cô ba thì cô ba đó, đó là cô ba đó. Chị muốn gì đó thì nói cô ba đi. Dạ, rồi rồi chúc chú năm mới sức khỏe nha. Rồi. Rồi vô nhận giùm con ạ.
chú tay rồi, áo jean. Mấy cô cứ ở đó đợi chút xíu thì tính sao, chứ mà giờ là con không có quyền quyết định. Thí dụ như mà hồi chút xíu nữa mà còn á thì con xin giùm cho, chứ mà giờ thì phải đợi chút xíu để cho người ta lại lãnh cho đó. Thì mấy ngày là gần Tết nó cũng hơi kẹt xe, thành ra mình cũng tạo điều kiện cho những cái hoàn cảnh khó khăn người ta lại ha. Về chú mời vô lại đi con nè, anh một phần bên đây à. Ngồi ngoài đợi, ngoài đợi chút xíu đi, ngoài đợi chút xíu đi, ngoài ngoài vô đó ngoài ngồi một con đi, ngoài ngoài ngồi ghế đi, đợi chút xíu đi. Dạ đúng, mẹ ăn phiếu con phiếu đó, cái này của cô ba mời nha, em không biết, cứ có phiếu là em gửi thôi. Cái này chắc dê xe lại cái đi, đây chị bưng cái đồ của chị ra đi. Rồi rồi lên đi con, máng bên hông nè, hai cái bọc đó máng bên hông. Mọi có phiếu không? Chú tay ơi, một phần gam con chú tay ơi. Rồi, năm mới vậy là đông đầy luôn đó. Dạ tấm lòng của cô ba. Dạ để bà ngoại đó ba lại cái, chạy chạy xe lại luôn đi chú ơi, đang vắng nè. À thêm phần nữa chú tay ơi. Con biết, con biết, ngoài ngồi ghế đó, ngoài đợi con chút xíu đi. Ngồi dưới chợ chạy đây mà, chạy 50. Ai chạy gì mà cắt cổ vậy? Trời ơi trời, chạy đây đây, đây còn phần nữa. Chạy chạy xe ôm mà từ dưới chợ lại đây 50.000. Trời ơi trời, ai mà dữ dằn vậy? Ờ không, ngoài đợi chút xíu đi. Rồi anh lên đó nhận. Bây giờ cái chợ đi xe ôm đây là 50.000. Chưa tới cây số nữa. Mấy trăm mét à. Hai chục thì hợp lý đó. Rồi con mời bác lên đây nhận nha. Chú tay ơi. Rồi con mời bác lên đây. Anh Tính ơi. Trời ơi, ngoại còn hơn đại gia nữa, đại gia cũng chưa dám trả giá đó. Giờ phải có phiếu mới được. Dạ. Ủa cái này của ai á cô ơi? Cái này đường 2 tháng 9 là nó nằm ở bên kia kìa. Cô đi xuống dưới đi ha. Đường 2 tháng 9 nó nằm ở trạm xe Kim Mã gần cầu Phan Thái Bường á, nó của ai á? Bà nói đó, nó chú chở là đi về 50.000. Trời ơi, bà qua bà nói vậy đó, bởi vậy thấy chú cũng có tâm quá mà. Trời ơi thì chứ để tội nghiệp người ta, nói không đúng tội nghiệp người ta không. Dạ con nói ngoại cứ ngồi đợi con chút xíu đi, còn thì con mới xin nhà hảo tâm được. Mà phải, tại vì mình hẹn người ta 9 giờ thì phải cho người ta 9 giờ gửi, ví dụ người ta kẹt xe này nọ đồ thì còn thì con cũng gửi hết thôi, chứ con đâu có để làm chi. Này là hết luôn rồi chú ơi. Chú
tay mệt lắm rồi cô chú anh chị. Nay ginh quá trời mà ginh gạo là 10 kg rồi thêm bột đồ mấy kg nữa. Không, cứ quay đi. Ngoài có phiếu không? Dạ, chú. Anh có phiếu không? Sao hẹn bà con 9 giờ mà bà con lại trễ vậy? Đi không nổi. Dạ, thôi, con gửi ngoại nha. Rồi chúc năm mới sức khỏe ngoại nha. Bây giờ ngoại qua đây, ngoại bước qua đây nè. Qua bên đây. Còn cái nổi không chú Tây? Còn cái nổi không? Thôi được rồi, được anh để bên em làm. Rồi gửi bên đây luôn. Lại trễ vậy con? Vừa bán vừa đi hả? Còn bao lá? Bởi vậy? Dạ, phiếu trắng là bên tiệm cơm mời. Dạ. Nhà ngoại đâu lận? Đi 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 đi. Nè nè nè. Mẹ đó mày quay đi, chú Tây nhận phiếu nha. Chở bà ngoại này bà đi không có được. Hả? Đây nè, nhà đây trong hẻm nè. Cho chị Lụm gửi lời thăm dì Sang khỏe nha. Dạ. Này nặng quá mà không nổi. Hai cô, hai ly đậu nành.
tắt chưa em? Chưa chưa. Chưa tắt hả? Mọi ngồi đó đợi chút xíu đi. Nếu mà còn thì gửi, còn không còn thì tính sao. Giờ đây. Rồi mời nha. Đậu xe sát vô, đậu xe sát vô đàng hoàng. Chị có phiếu không? Dạ có. Ginh ra luôn đi anh ơi, ginh ra luôn đi, có người à. Rồi, dạ đậu đứng đó luôn đi. Dạ. Rồi, thăm mới chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Với tấm lòng. Dạ, với tấm lòng của cô ba nha. Cũng có mong là với mấy nhà ở tâm khác. Dạ. Lính toàn rồi mày. Dạ. Của Lâm Xây. Dạ. Dạ dạ anh con dạ dạ mày chú mà chú có ăn không kìa không bây giờ ông ăn mấy tiền không cái này ăn coi cho ăn không nổi nữa lấy tiền ăn hết nổi rồi giờ lấy tiền một phiếu thì chị đợi chút xíu đi. Về nào? Mới về hôm qua hôm kia hả? Dạ. Ai? Người tay bị gì vậy? Nào? Người này hả? Trời, nước này hả? Lành chưa? Chạy lại. Bởi vậy thôi gắng dưỡng bệnh nha. Còn trẻ thì càng cũng phục hồi được đó, nhưng mà có điều gắng nhẹ nhẹ thôi. Rồi vậy ha. Chưa, anh còn nhiều lắm. Anh phát xong là anh còn nói chung là anh sốt luôn, bây giờ tiền từ thiện nhiều lắm, làm không có hết. Ra là anh không có thời gian luôn á. Rồi. Rồi, gắng dưỡng bệnh nha. Cái tay cũng hơi khó ha, gặp ngay tay phải nha chứ. Bởi vậy. Thì mình vô mình xin phép cô ba cái. Cô ba ơi. À dạ dạ dạ. Bà con đợi con chút. Dạ. Lụm 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 dùm dùm tay ra. Dạ không. Dạ. Cô ba ơi. Dạ. Dạ hết phiếu rồi, chắc hết phiếu rồi. Dạ, để con hỏi cô ba cái. Dạ con nghe nè cô Hạnh. Tâm nhận của thằng Hồ. Bỏ mấy nhà. Đây đây anh kia. Dạ qua cái nhận luôn đi hả? Dạ. Anh Tính ơi, giao cho anh này một phần đi anh. 12 phần. Hả? 12 phần. Không cần hả? 12 phần. Ừ. Là bên hậu cần ha. 12 phần ha. Khoan khoan. Ủa cô ba, 12 phần là giao hả? Ừ, giao nó có phiếu phụ qua luôn. Dạ rồi. Rồi vậy là giao 12 phần. À, không ha. Rồi. Rồi bây giờ thì bây giờ còn như đó thôi, bây giờ thôi, gửi cho giải tán đưa cho. Dạ. À, bây giờ nếu mà còn dư thì sao? Ở đây ai có lợi thì đưa. Dạ rồi. Vậy. Bây giờ còn mấy người ngoài đợi thì cô ba có hỗ trợ không hay là không? Dạ không luôn. Là đưa 12 phần này rồi còn dư Vinh vô ha. Ừ.
còn nhiều ai có phiếu thì đưa. Rồi, vậy thì ghi vô nha. Dạ. Rồi. Anh Tính ơi. Anh giao 12 phần đi rồi. Lấy 12 phần quà thảy lên cho ổng ơi. Cái này là 12 phần của những người thợ hồ mà sửa nhà, xây nhà lại cô ba. Đó. Thôi 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 được rồi, để đem mừng cho. Rồi em bỏ 1 cái gì đó. Cho ra mau nữa. Hả? Cái gì? Bây giờ còn khoảng 10 người ở ngoài của ba hỗ trợ không hay là cắt đứt luôn? Phiếu thì phiếu thì chắc còn, nhưng mà người ta sẽ lại lâu sau. Tại vì nó như vậy nè, tại vì bây giờ thì mình đã hẹn người ta cũng hơi trễ rồi. Cho bao gạo đi. Cho bao gạo đi. Cho bao gạo đi. Dạ rồi. Rồi bà con chưa có phiếu đứng dậy con đi. Sắp hàng một đèn con thôi. Khoan đợi con chút. Chú tay giao một phần này cho cô này chút. Rồi vô một phần thôi. Rồi này thì con cũng xin cô ba để gửi đến cho bà con nha. Nên nói chung thì của ít đồng nhiều, chứ không có còn nhiều nữa ha. Bây giờ mỗi hộ gia đình của mình nhận 5kg gạo ăn lấy thảo thôi nha. Con cố gắng xin cô ba lắm rồi đó ha. Dạ. Có, quẹo vô. Rồi chú tay ơi, gửi mỗi người 5kg đi chú tay. Rồi chúc bà con ngon miệng nha. Của ít nhưng mà nhiều. Dạ. Với tấm lòng của cô ba. Dạ. Rồi nhận xong rồi về kết thúc chương trình luôn nha. Dạ. Có phiếu. Có phiếu đợi con chút. Đứng đây đợi con chút. Đợi con đang đẩy nguyên cái hàng này. Cảm ơn nhà hảo tâm con nha. Dạ cô ba đó, đó là tấm lòng của cô ba hỗ trợ cho bà con đó. Mỗi người 5kg ăn lấy thảo. Dạ. Chú đi tới. Chú đi lù lại chúng ta thấy chưa? Rồi đây một phần này chú tay ơi. Đem vô, cái đó đem vô. Này đi nè chú. Dạ đó. Rồi cô này một túi nữa là xong chú tay ơi. Một không, một túi hả chú tay ơi, một túi à. Con gửi luôn nha. Còn rồi thôi vậy nghỉ ngơi nha. Dạ rồi. Rồi thì chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây. Coi như là mình cũng cảm ơn cô ba. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cũng đã là bỏ thời gian cũng như là công sức, tiền bạc hỗ trợ cho bà con khó khăn ở tại Vĩnh Long trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 25 Tết, là ngày bữa nay là ngày 16 tháng 1 năm 2023. Thì chúc cô cũng như là cô ba, vô chúng ta chúc cô ba một cái ha, rồi chúng ta kết thúc video. Dạ. Gặp cô ba ở đây. Không biết cô ba còn nói chuyện nổi không? À đây cô ba đây. Dạ rồi. Rồi thì một lần nữa thì con cũng cảm ơn những cái hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn cô ba cũng như là cảm ơn cô đây đã bỏ tiền bạc, thời gian và công sức để hỗ trợ cho bà con có một cái mùa xuân nó đầy đủ và ấm no hơn cùng với gia đình của mình trong những ngày xuân sắp tới. Và con chúc cô ba ha và cô cũng như là những nhà hảo tâm ở tại Canada và Mỹ có một mùa xuân tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Rồi bây giờ chúc con lại cũng là y vậy luôn, vui vẻ hạnh phúc, làm clip cho nó nhiều. Dạ. Em vui. Cảm ơn hai vợ chồng, cảm ơn chú Tây. Rồi cảm ơn Tính Lương. Nè. Dạ rồi, rồi chúc sức khỏe hết tất cả. Cái này là cái bao lì xì mà để mà làm ăn phát đạt. Dạ. Nhan. Dạ. Nhan. Rồi con cảm ơn cô ba. Chú Tấn. Chú Tây. Dạ. Lì xì nè, thấy chưa? Năm con mèo. Đó. Dạ. Lì xì. Dạ, lì xì. Bao bì đỏ đỏ để làm ăn. Dạ, đúng là năm con mèo luôn. Dạ. Làm ăn phát đạt nha. Rồi, xong. Nha. Rồi anh về. Dạ rồi. Đây, phát đạt hai người. Dạ, rồi con xin nhận quà của cô ba. À, năm mới chúc cô ba được nhiều sức khỏe.
Dạ, cô ba có thể làm công tác chơi gửi quà từ thiện để cho tụi con còn mình để phát triển được nha. Dạ, con cảm ơn cô ba nhiều. Rồi, cái này là chúc làm ăn phát đạt hết. Dạ, rồi. Cảm ơn cô ba. Rồi. Năm mới cô ba dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Rồi. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh chúc cô chú anh chị luôn dồi dào sức khỏe ha trong năm mới và gặp mọi thành công trong cái công việc việc làm của mình và đầm ấm bên gia đình trong những ngày xuân sắp tới. Chào tạm biệt cô chú và anh chị. Chào cô ba. Rồi. Dạ. Bye. Happy New Year. Hẹn gặp. Dạ. 2023. Rồi ăn uống gì đi. Rồi thôi ra quán nước ngồi cô ba.